Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 2336, bắt gian 1. Lý Xương Kiệt buông chén rượu, tóm lấy cổ tay Trương Đại Quan Nhân, bỗng nhiên ầm một tiếng quỳ xuống, điều này khiến Trương Đại Quan Nhân ngây ra, tôi ích, anh định giở trò gì vậy? Có điều hắn cũng không định đỡ Lý Xương Kiệt dậy, bởi vì Lý Xương Kiệt không phải quỳ về phía hắn, trên tường ở chính giữa nhà ăn có treo hai bức tranh, một bức là ông nội Mao của chúng ta. Bức còn lại là ông nội Kim của bọn họ, Lý Xương Kiệt một tay kéo cổ tay Trương Dương, một tay che trước ngực, tôi nguyện kết bái làm huynh đệ khác họ với anh, không biết ý của anh thế nào. Khi nói chuyện cổ tay vẫn lực kéo Trương Dương xuống. Trương Đại Quan Nhân xem như đã minh bạch rồi, mình cho rằng người ta nhiệt tình, cho rằng người ta cảm động, sau cả nửa ngày thì ra không ai là kẻ ngốc cả, Lý Xương Kiệt đối với mình cũng không tín nhiệm, không ngờ nghĩ ra chủ ý kết bái, Bắc Triều Tiên cũng có trò này ư. Nhưng chuyện đã tới nước này, Trương Đại Quan Nhân có chút đâm lao phải theo lao, hắn và Lý Xương Kiệt không có cơ sở tình cảm gì, nếu như cúi đầu rồi, hai người bọn họ sẽ thành huynh đệ, Lý Ngân Nhật đó chính là trưởng bối của hắn, phải lấy lễ phụ bối để đối đãi. Tôi ích, Lý Xương Kiệt à, thằng chó anh tính toán hay lắm, tôi chẳng thà lúc đầu đòi chút tiền cho xong. Lý Xương Kiệt nhìn Trương Dương, chẳng lẽ anh khinh thường tôi? Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, tôi cũng không có ý khinh thường anh. Bái thì bái, ai sợ ai. Sau này Lý Ngân Nhật chết rồi, di sản cũng chia cho tôi một phần, vì thế Trương Đại Quan Nhân bùm một tiếng quỳ xuống. Lý Xương Kiệt kích động tới mức mắt đỏ cả lên, hắn thề với ông nội Mao và ông nội Kim, tuy rằng không nói những lời to tát như tuy không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày, nhưng ý tứ cũng tương tự như vậy. Trương Đại Quan Nhân và Lý Xương Kiệt ở trước hòa tượng của hai vị tiền bối cách mạch, bái tám bái trở thành anh em kết nghĩa. Trương Đại Quan Nhân không nhìn lầm Lý Xương Kiệt quả thực rất động não, chơi trò tâm nhãn với Trương Dương, có điều tuy rằng trước khi kết bái ôm mục đích, nhưng sau khi kết bái rồi vẫn cảm thấy thân cận hơn rất nhiều. Trương Đại Quan Nhân nói ngọt, đại ca, tôi trẻ tuổi, về sau có chỗ nào không phải thì xin anh chỉ giáo nhiều hơn. Lý Xương Kiệt nắm tay Trương Dương, rất có cảm xúc nói, huynh đệ, tôi lại có huynh đệ rồi, về sau chỉ cần cậu có chỗ nào cần người anh trai này thì núi đao biển lửa tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, cùng làm ba chén rượu, Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, nói với Lý Xương Kiệt, đại ca, tôi phải đi ra ngoài làm chút chuyện, đợi lát nữa buổi tối tôi trở về sẽ uống tiếp với anh. Lý Xương Kiệt nói, đang cao hứng, đừng đi vội mà. Trương Dương nói, chuyện lần này rất đặc biệt, tôi phải đích thân đi một chuyến. Lý Xương Kiệt nói, tôi cũng đi. Vừa kết bái, rất nóng hổi. Trương Đại Quan Nhân vốn cũng không có đại sự gì, hắn chỉ là tò mò, nghe Lưu Minh nhắc tới chuyện của Lương Bách Ni và An Đạt Văn, lúc ấy hắn đã định tới Bá Đốn Hào Tước xem thế nào, lịch lãm trong quan trường nhiều năm như vậy, lòng hiếu kỳ của thằng cha này vẫn không thấy giảm bớt được một chút nào. Lý Xương Kiệt và Trương Dương cùng đi tới Bá Đốn Hào Tước, trước khi đi Lý Xương Kiệt hỏi, huynh đệ, chúng ta đi làm gì? Trương Dương nói, anh không phải nói muốn theo tôi lên xuống biển lửa ư. Giờ dẫn anh đi thể hội đây. Lý Xương Kiệt bật cười ha ha, hắn cho rằng Trương Dương là cố ý hù dọa mình, nói khẽ tôi từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, được huấn luyện nghiêm khắc nhất, cậu đừng coi khinh đại ca của cậu. Trương Dương, nói chúng ta lát nữa sẽ nhìn xem, đúng rồi, anh có kính viễn vọng không? Lý Xương Kiệt, nói đương nhiên là có rồi, kính viễn vọng nhìn đêm tiên tiến nhất trên quốc tế luôn. Trương Dương, nói mang theo, hai ta đi bắt gian. Đi bắt gian ư. Lý Xương Kiệt bị người anh em kết nghĩa này làm cho hồ đồ, có điều Trương Dương hiển nhiên không có ý giải thích cho hắn, cho nên hắn cũng không tiếp tục hỏi. Hai người lái xe của Lý Xương Kiệt tới trang viên Bá Đốn Hào Tước, chế độ đăng ký của trang viên rất nghiêm, hai người bởi vì không phải là nghiệp chủ của trang viên, cũng không được nghiệp chủ mời nên bị từ chối cho vào. Trương Dương bảo Lý Xương Kiệt đỗ xe ở một chỗ hẻo lánh của tiểu. Đòi kính viễn vọng của Lý Xương Kiệt, anh ở chỗ này chờ tôi, hắn mở cửa xe nhảy xuống. Lý Xương Kiệt cũng đẩy cửa xuống theo, tôi đi với cậu. Trương Dương nói, thôi, tường vây đó anh có nhảy qua được không? Lý Xương Kiệt nói, đừng có khinh thường tôi chính là được võ trang hạng nặng đó. Hắn mở cốp xe Jeep, liền thấy bên trong cái gì cần có đều có, súng lục, súng tự động, lựu đạn, mã tấu, áo chống đạn, trang bị đặc chủng, quả thực là một kho quân hỏa loại nhỏ. Trương Đại Quan Nhân mở to hai mắt nhìn, tôi ích, đại. Đại ca, chúng ta có thể đừng khoa trương như vậy là.
tôi dẫn anh đi bắt gian thôi mà, anh định gây chiến tranh chắc. Cười nói, lo trước khỏi họa, dù sao xe của chúng ta cũng không có ai kiểm tra, ở trong nước tôi so với ở đây còn khoa trương hơn. Hắn nhanh chóng mặc áo chống đạn vào, ném cho Trương Dương một cái, Trương đại quan nhân ném lại, hắn căn bản không cần thứ này. Lý Xương Kiệt cầm một khẩu súng lục, bĩu môi nói, chọn một thứ vừa tay đi. Trương đại quan nhân nhìn thấy bên trong có cung gập, cầm lên, lắp ráp vào, kéo thử dây cung rồi gật đầu hài lòng, thứ này không tồi, tôi cầm. Lý Xương Kiệt lấy ra hai cái mũ trùm đầu màu đen, mình một cái, Trương Dương một cái, Trương đại quan nhân lần này không cần dùng tất chân nữa rồi. Lý Xương Kiệt nói, tiểu khu này được giám sát vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn thiết lập lưới phòng trộm điện tử, chúng ta muốn đi vào thì trước tiên phải bịt được ống kính camera đã. Nếu không thì tiến vào từ ống thoát nước dưới đất. Trương Dương cười nói, không cần phải phiền toái như vậy. Hắn chọn một khu mù của camera rồi nghênh ngang đi vào, sau đó thì ở trước mặt Lý Xương Kiệt bay lên không, một tay tóm lấy mép tường, xoay người như diều hâu rồi dứt khoát lướt qua lưới phòng trộm điện tử, nhẹ nhàng hạ xuống mặt cỏ. Lý Xương Kiệt nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, thân thủ này của Trương Dương thì hắn không có. Trương đại quan nhân sau khi đứng vững rồi thì nhét kẹo cao su vào miệng. Lắc đầu, hắn cho rằng Lý Xương Kiệt khẳng định sẽ biết khó mà lui, sẽ không đi theo nữa, lúc này đằng xa có pháo hoa phóng lên, mượn ánh sáng để phân biệt biệt thự mà nữ nhân Nhật Bản Lưu Minh nói đang ở, chậm rãi đi tới, lúc này bỗng nhiên cảm thấy có chút khác thường, ngẩng đầu nhìn thì thấy trên đỉnh đầu có một người đang bay giữa không trung. Trương đại quan nhân chớp chớp mắt, tôi ích, thực sự không nhìn lầm, Lý Xương Kiệt không ngờ là bay tới đây. Thiết bị tân tiến trong xe hắn quả thật là không ít, lưng đeo thiết bị phản xung. Lý Xương Kiệt chọn thời cơ rất chuẩn, tiếng pháo hoa vừa hay che giấu tiếng của thiết bị phản xung trên người hắn. Hắn rất tiêu sái tự nhiên hạ xuống bên cạnh Trương Dương, không khỏi đắc ý nói, thế nào? Chương 2337, bắt gian 2. Trương đại quan nhân không khỏi hâm mộ sờ sờ thiết bị phía sau lưng hắn, vũ khí tân tiến. Lý Xương Kiệt nhanh chóng tháo tàu lượn phản xung xuống rồi giấu vào trong bụi cỏ, nói khẽ đây là trang bị được các cậu tài trợ. Trương đại quan nhân nghĩ thầm chỉ bằng vào các anh thì không thể nào chế tạo ra được thứ hay như vậy. Hai người tới biệt thự số 66, ẩn thân trong giải xanh hóa ngoài biệt thự, Trương đại quan nhân nhìn đồng hồ, 10 phút nữa thì đến 9 giờ, Lý Xương Kiệt ghé vào tai hắn nói khẽ, huynh đệ, bắt ai? Khi hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng lái tới bên này, vì thế dừng trao đổi, Land Rover dừng trước cửa lớn biệt thự, một gã nam tử mở cửa xe bước xuống. Trương Dương nhìn rõ, đúng là An Đạt Văn. Thị lực của Lý Xương Kiệt không bằng hắn, mượn kính viễn vọng nhìn đêm mới nhìn rõ, hắn và An Đạt Văn không có giao tiếp, nói khẽ đây là gian phu đó ư. Trương đại quan nhân cười nói, cứ xem đi. An Đạt Văn tới trước cửa biệt thự, không đợi hắn ấn chuông cửa thì liền nhìn thấy một nữ lang Nhật Bản mặc kimono ra ngoài nghênh đón, ánh mắt hai người gặp nhau thì đều cười, An Đạt Văn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ lang Nhật Bản đó. Cúi người hôn cô ta, nữ lang Nhật Bản đó lộ ra vẻ ngượng ngùng, vươn tay che môi An Đạt Văn. Lý Xương Kiệt nói, cô ta là nữ nhân của cậu à? Trương đại quan nhân thực sự rất bội phục sức liên tưởng của hắn, nói khẽ tôi không biết nữ nhân này. Lý Xương Kiệt trợn trừng hai mắt, vừa rồi Trương Dương rõ ràng nói muốn tới đây bắt gian, chẳng lẽ thằng ôn này không thích hồng trang mà yêu võ trang? Trương đại quan nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn thì biết thằng cha này hiểu lầm. Đang chuẩn bị giải thích thì nhìn thấy An Đạt Văn và nữ lang Nhật Bản đã đi vào. Lý Xương Kiệt nói, có muốn phá cửa vào, bắt kẻ thông dâm trên giường không? Trương đại quan nhân nói, chuyện này không thể nóng vội được, hiện tại xông vào thì không khoa học, anh thấy ai vừa vào cửa đã cởi quần áo lên giường chưa? Lý Xương Kiệt nói, cũng đúng. Trương Dương vỗ vỗ vai Lý Xương Kiệt, tôi đi xem tình huống, anh ở đây trông chừng cho tôi. Lý Xương Kiệt gật đầu. Liền thấy Trương đại quan nhân lách ra, tới chân tường biệt thự, trong lòng thầm than, thằng ôn này không đi làm đặc vụ thì thật sự là rất đáng tiếc. Trương Dương ghé vào vách tường nghe thử động tĩnh bên trong, tiếng nói chuyện từ lầu 2 truyền đến, Trương Dương dùng thuật bích hổ du tường đi lên, hắn cũng không định che giấu trước mặt Lý Xương Kiệt, để hắn kiến thức sự lợi hại của võ công Trung Hoa. Lý Xương Kiệt nhìn thấy Trương Dương đi dọc theo vách tường giống như thằn lằn thì kinh ngạc mở to hai mắt, miệng há thành hình chữ O, đúng là bất khả tư nghị. Dù sao hắn cũng không làm được, Lý Xương Kiệt giờ minh bạch vì sao cha mỗi lần đến tuyệt cảnh thì liền ngay lập tức nghĩ tới Trương Dương, thằng ôn này quả nhiên có khả năng hơn người. Trương Dương đến lầu 2,
An Đạt Văn và nữ lang Nhật Bản đó ra ban công, Trương Dương dán người lên trên vách tường, lại nghe An Đạt Văn nói, Nhã Mỹ, chuyện Trương Bích Quân em rốt cuộc có biết không? Nữ lang tên Nhã Mỹ nghe thấy hắn nói như vậy thì lập tức có chút không vui, giãy ra khỏi lòng An Đạt Văn, anh không tin em à? An Đạt Văn nói, chuyện này thật sự là quá mức kỳ quái, anh giao người cho Nghiêm Quốc Chiêu, chỉ muốn lợi dụng chuyện này để Trương Bích Quân gặp mặt anh, không hề muốn dồn cô ta vào chỗ chết. Trong chuyện này anh hiển nhiên đã gánh oan thay cho Nghiêm Quốc Chiêu. Nhã Mỹ nói, Nghiêm Quốc Chiêu làm như vậy căn bản không thể giấu giếm được mắt của người khác, không ai sẽ tính chuyện này lên đầu anh, là tự anh lo quá thôi. An Đạt Văn nói, Nhã Mỹ, anh muốn gặp mặt Sơn Dã tiên sinh. Nhã Mỹ nói, có gì thì cứ nói với em là được, gần đây sức khỏe của hắn không tốt, vẫn luôn ở Hokkaido dưỡng bệnh. An Đạt Văn nói, lúc trước hắn đã đáp ứng a, gia tộc Nguyên Hòa sẽ chuyển nhượng vô điều kiện tất cả nghiệp vụ của gia tộc Nguyên Hòa tại Đại Lục cho anh, nhưng bên trong gia tộc Nguyên Hòa ý kiến hình như không được nhất trí, Nguyên Hòa Hạnh Tử trong chuyện này đã chế tạo không ít chướng ngại. Nhã Mỹ nói, chuyện này em sẽ nói với hắn. An Đạt Văn vươn tay ra ôm vai cô ta, Nhã Mỹ. Chờ chuyện lần này xong rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ phải tách rời nữa. Nhã Mỹ nói, Lương Bách Ni thì sao? An Đạt Văn nói, anh đang chuẩn bị ngả bài cùng cô ta. Nhã Mỹ nói, đừng, hiện tại Đỉnh Thiên đối với kế hoạch tương lai của chúng ta thì vô cùng quan trọng, phải dựa vào Đỉnh Thiên, cha con Lương Kỳ Hữu đối với anh vẫn còn rất hữu dụng, cho nên chuyện giữa chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ biết. An Đạt Văn nói, Nhã Mỹ. Anh chỉ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thật sự là rất ủy khuất cho em. Trương Đại Quan Nhân lần đầu tiên nghe thấy An Đạt Văn nói chuyện với một nữ nhân lại tình thâm chân thành như vậy, trong lòng không khỏi ngứa ran, mẹ mày, đúng là giỏi diễn trò. Trương Đại Quan Nhân trước giờ đều là hạng người chỉ cho phép châu quan phóng hỏa chứ không cho dân chúng đốt đèn, hắn ở bên ngoài lăng nhăng thì cảm thấy rất bình thường, nhưng đổi thành người khác thì hắn liền cảm thấy không bình thường, cho rằng An Đạt Văn có lỗi với Lương Bách Ni. Thằng cha này thật sự là âm hiểm giả dối, chẳng những lừa gạt Lương Bách Ni, nghe ý tứ của hắn thì còn định lừa cả Lương Kỳ Hữu. Nhã Mỹ nói, A Văn, thật ra hai người chỉ cần yêu nhau chân chính thì không hẳn cần mỗi ngày đều ở bên nhau. An Đạt Văn tựa hồ cũng bị những lời này của cô ta làm cho cảm động, ôm vai cô ta rồi cúi xuống hôn một cái thật sâu. Lúc này một chiếc xe đỗ trước biệt thự, đèn xe chiếu thẳng vào biệt thự, An Đạt Văn và Nhã Mỹ bởi vì đèn chói mà xoay người lại. Nhưng bọn họ không hề lập tức tách ra. Một chiếc BMW Mini màu lam đỗ ở bên dưới, An Đạt Văn nhận ra đó là xe của Lương Bách Ni, hắn nhíu mày, thật sự tưởng tượng không ra Lương Bách Ni sao lại tìm tới đây được. Lương Bách Ni ngồi bên trong xe, tay cầm vô lăng, qua kính trước nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên lầu, một người trong đó chính là trượng phu của cô ta, hai hàng nước mắt thuận theo gò má của cô ta giống như sợi trâu rơi xuống. Trương Đại Quan Nhân vừa hay cũng trong phạm vi đèn chiếu, cũng may sự chú ý của Lương Bách Ni tập trung tất cả ở trên người An Đạt Văn và Nhã Mỹ. Trương Dương vội vàng lui vào góc tối. Chuyện không liên quan tới mình, tối nay ngồi xem náo nhiệt được rồi. An Đạt Văn chậm rãi đi ra ngoài, đèn xe thủy chung không tắt, An Đạt Văn đi vào trong ánh đèn, hắn nheo mắt lại, muốn nhìn rõ Lương Bách Ni bên trong xe. Lương Bách Ni cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống. Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn An Đạt Văn, vì sao? Vì sao? An Đạt Văn nói, nếu như anh nói chỉ là hiểu lầm thì em tin không? Lương Bách Ni lắc đầu, cô ta nhìn An Đạt Văn rồi gần từng chữ, tôi với anh ly hôn. Chương 2338, bắt gian 3. Lúc này nữ nhân tên là Nhã Mỹ cũng từ trong phòng đi ra, Lương Bách Ni lạnh lùng quan sát cô ta, nữ nhân Nhật Bản trước mắt không hề có bất kỳ chỗ xuất sắc nào. Cô ta thực sự tưởng tượng không ra mình rốt cuộc không bằng cô ta ở chỗ nào. Chồng không ngờ vì một nữ nhân bình thường như vậy mà phản bội mình. Nhã Mỹ nói, Lương tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Lương Bách Ni nói, hiểu lầm. Cô ta quay sang An Đạt Văn, tôi chỉ cảm thấy bản thân không đáng. Vẻ mặt An Đạt Văn không thấy bất kỳ vẻ áy náy nào, cô theo tôi cũng lâu rồi nhỉ. Lương Bách Ni nói, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không đi theo anh nữa. Cô ta nói xong thì xoay người chuẩn bị lên xe, nhưng không ngờ Nhã Mỹ ở phía sau đột nhiên đánh vào gáy cô ta, Lương Bách Ni không rên lên nổi một tiếng nào. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. An Đạt Văn vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cô ta, khó hiểu nói, em làm gì thế? Nhã Mỹ thở dài nói, cứ như vậy để cô ta trở về, chuyện giữa em và anh chẳng phải là bại lộ tất cả ư?
Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt An Đạt Văn, anh đừng sợ, em sẽ không giết cô ta đâu, ít nhất hiện tại thì không, trước tiên mạng cô ta vào, đợi lát nữa bảo vệ tới thì không hay đâu. An Đạt Văn ôm lấy Lương Bách Ni, bỗng nhiên bên ngoài có một tiếng vang rất nhỏ, hai mắt Nhã Mỹ nghiêm lại, thân hình bay lên không, vài bước đã tới chỗ phát ra tiếng, sau bụi cỏ một người đang vội vàng bỏ chạy ra ngoài, nhưng chưa được vài bước thì đã bị Nhã Mỹ một cước đá vào kheo chân, người nọ hét thảm một tiếng rồi ngắp xuống. Trương Đại Quan Nhân lúc ban đầu còn tưởng rằng Lý Xương Kiệt đã bại lộ hành tung, nhưng nghe thấy giọng nói của người nọ mới nhận người nọ không ngờ là Lưu Minh. Thì ra thằng cha này đã sớm ẩn núp chung quanh biệt thự, thậm chí tới trước cả Trương Dương và Lý Xương Kiệt. Từ sau khi An Đạt Văn hiện thân, hắn đã không ngừng chụp ảnh, giữ lại làm chứng cớ. Đây là công tác của hắn, thằng cha này trên công tác cũng được cho là khá chuyên nghiệp. Nhìn thấy Lương Bách Nì bị Nhã Mỹ chế trụ, Lưu Minh lập tức cảm thấy chuyện này có chút không ổn, kích động phát ra tiếng, kết quả bị Nhã Mỹ phát hiện. Lưu Minh vừa định kêu cứu thì Nhã Mỹ đã cầm một con dao ngắt dí vào cổ họng hắn rồi nói khẽ có tin tôi cắt đứt yết hầu của anh hay không. Lưu Minh sợ đến nỗi há to miệng, nửa ngày vẫn chưa khép lại, Nhã Mỹ nhìn bốn phía, xác định không có ai khác, lúc này mới kéo Lưu Minh lên, dùng dao ép hắn đi vào trong biệt thự. Trương Đại Quan Nhân toàn bộ quá trình đều bảo trì trầm mặc, căn cứ vào phán đoán của hắn, trong khoảng thời gian ngắn Lưu Minh và Lương Bách Ni sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng, thân thủ của nữ nhân Nhật Bản Nhã Mỹ này không tồi, hắn cũng muốn nhìn xem giữa cô ta và An Đạt Văn rốt cuộc có âm mưu gì. An Đạt Văn ôm Lương Bách Ni, Nhã Mỹ ép Lưu Minh vào trong biệt thự. Trương Đại Quan Nhân nhìn chỗ Lý Xương Kiệt ẩn thân, Lý Xương Kiệt lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía chỗ hắn, hai người đều toát mồ hôi. Trương Dương ra hiệu cho Lý Xương Kiệt mau chóng rời đi, Lý Xương Kiệt thì lại vỗ vỗ ngực, ra hiệu tự bảo vệ mình thì tuyệt không có vấn đề. Trương Dương nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh, dọc theo vách tường di chuyển tới gần vị trí cửa sổ. An Đạt Văn đặt Lương Bách Ni lên salon, Nhã Mỹ thì một cước đá Lưu Minh Nga xuống đất, lạnh lùng nói anh là ai? Lưu Minh cố nặn ra bộ dạng đáng thương, tôi sống ở đây, nghe thấy các anh tranh cãi ầm ĩ, cho nên tới xem thế nào, không ngờ. Hắn nhìn đoạn đao trong tay Nhã Mỹ. An Đạt Văn cầm túi ảnh của hắn, lấy máy ảnh ra, tức giận nói, đây là cái gì? Sau đó thì hung hăng ném máy ảnh xuống đất rồi giẫm nát. Hai tay tóm lấy cổ áo Lưu Minh, giận dữ hét, anh đang theo dõi tôi. Lưu Minh nói, cái này đâu phải tại tôi, vợ anh hoài nghi anh có tính nhân, cho nên mới nhờ tôi tìm chứng cớ, tôi. Nói còn chưa dứt lời thì An Đạt Văn đã tát cho hắn một cái, khiến Lưu Minh máu mũi túa ra. Nhã Mỹ lật dao, dùng chuôi nện vào sau gáy Lưu Minh, động tác này cô ta làm rất thành thục, thoáng cái đã đập cho Lưu Minh ngất xỉu. An Đạt Văn nhìn Lương Bách Ni rồi tức giận nói, không ngờ cô ta theo dõi anh. Nhã Mỹ nói, em đã nói với anh rồi, đừng có coi thường nữ nhân, anh vẫn cho rằng cô ta chỉ là một thiên kim tiểu thư tai không nghe được tới ngoài cửa sổ, nhưng không ngờ cô ta đã sớm phát hiện hành động dị thường của anh. Nữ nhân, đối với việc này luôn rất mẫn cảm. An Đạt Văn nói, hiện tại nên làm gì bây giờ? Trong lòng thầm thầm tính toán, nếu như Nhã Mỹ thực sự muốn trừ bỏ Lương Bách Ni, hắn nên trả lời như thế nào? Nhã Mỹ nói, giao họ cho em, phương pháp tốt nhất hiện tại chính là xóa sạch trí nhớ của vợ anh về chuyện tối nay, chuyện này không khó khăn lắm, về phần tên thám tử này thì giết đi, không thể lưu lại hậu hoạn. An Đạt Văn gật đầu. Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây thì không khỏi thầm kinh hãi. Hai người này hiển nhiên đã có sát tâm với Lưu Minh, tuy rằng Lưu Minh cũng không phải là vĩ quang chính nhân gì, nhưng thằng cha này cũng không đáng chết. Nữ nhân Nhật Bản tên là Kiêu Diện Mạo tuy rằng thanh thuần, nhưng trong lòng thật sự là rất ác độc, cho dù so sánh với Hắc Quả Phụ cũng chẳng kém gì. Trương Đại Quan Nhân dọc theo vách tường leo lên trên, hắn ra hiệu cho Lý Xương Kiệt đang ẩn thân, Lý Xương Kiệt thấy rõ, Trương Dương đầu tiên là làm động tác nhảy tường, sau đó thì chỉ ra bên ngoài. Tiếp theo Trương Dương chỉ vào ngực hắn, sau đó lại chỉ vào bên trong. Lý Xương Kiệt lập tức hiểu ý tứ của Trương Dương là muốn mình chế tạo động tĩnh dụ sự chú ý của người bên trong, để hắn nhân cơ hội cứu người, Lý Xương Kiệt gật đầu. Nhã Mỹ khi quay lại thì cầm một thùng thuốc rất tinh xảo, cô ta mở ra lấy thuốc trích, khi đang chuẩn bị phối thuốc thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có một thanh âm vang lên. An Đạt Văn và Nhã Mỹ liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Liền thấy trong bụi cỏ đột nhiên một bóng đen bay ra, bóng đen đó không ngờ bay thẳng tắp lên không, sau đó thì ở không trung xoay quanh lướt ra ngoài bá đốn hào tước. An Đạt Văn kinh hô, còn có người nữa. Nhã Mỹ nói, anh trông chừng chúng, em đi theo tên đó.
Cô ta bước nhanh đuổi theo, trong quá trình truy đuổi nhanh chóng từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục, dùng tốc độ cực nhanh lắp ống hãm thanh, nhắm vào bóng đen đang càng bay càng xa bắn hai phát. Lý Xương Kiệt đang ở trong không trung, căn bản không có chỗ tránh né, hai phát súng này đều bắn trúng ngực hắn, hắn cảm thấy ngực cứng lại, giống như bị người ta liên tục đánh trúng hai phát đấm, có nhịn đau điều khiển thiết bị bay, lướt tới chỗ đỗ xe bên ngoài. An Đạt Văn vừa mới tiến vào cửa lớn của biệt thự thì đã bị người ta nện một quyền vào sau gáy, chiêu này là Trương Đại Quan Nhân vừa học cái thực hành luôn, có điều luận về độ chuẩn và lực độ thì hơn xa nữ lang Nhật Bản Nhã Mỹ. Trương Dương sau khi đánh ngất An Đạt Văn thì lấy chìa khóa ô tô của hắn, một tay kẹp Lưu Minh, tay kia bế Thốc Lương Bách Ni lên, nhanh chóng chạy ra ngoài, Nhã Mỹ vẫn chưa về, Trương Đại Quan Nhân trong thời gian ngắn nhất nhét hai người vào ghế sau ô tô, sau đó khởi động xe Land Rover màu trắng của An Đạt Văn phóng như điên ra ngoài. Chương 2339, Nội bộ phân hóa 1. Nhã Mỹ đuổi tới bên ngoài, nhìn thấy bóng đen trong không trung đã biến mất, đang chuẩn bị trở về thì thấy một chiếc Land Rover màu trắng đi lướt qua người cô ta, Nhã Mỹ thầm kêu không ổn, nâng súng nhắm vào kính chắn của Land Rover định bắn. Trương Đại Quan Nhân đạp hết ga, đâm tới Nhã Mỹ nhìn thấy tốc độ của ô tô quá nhanh, chỉ có thể thôi bắn, lắc mình tránh sang bên, Land Rover màu trắng phóng như bay tới cửa lớn. Nhã Mỹ kinh hô, trộm xe, người người trộm xe. Trương Đại Quan Nhân bất chấp tất cả, huống chi xe này cũng không phải là của mình, Land Rover màu trắng phóng rất nhanh, tới trước cửa tiểu khu thì đâm luôn cả cửa, nghiền lên cửa lớn phóng đi. Hai bảo an đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc Land Rover đi xa, lúc này mới nhớ tới trở về phòng trực ban để báo cảnh sát. Trương Đại Quan Nhân hội hợp với Lý Xương Kiệt ở lối rẽ phía trước, hai người một trước một sau lái ô tô nghênh ngang bỏ đi. Khi Lưu Minh tỉnh lại thì nhìn thấy một gã quân nhân đứng bên cạnh mình. Hắn hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của thằng cha này chính là nguy rồi, lần này chọc phải phiền toái lớn bị người ta bắt rồi. Hắn vẻ mặt cầu xin nói, tôi sai rồi, tôi về sau không dám nữa, ngài tha cho tôi lần này đi. Tên quân nhân kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, mắt căn bản không thèm nhìn hắn, Lưu Minh lúc này mới ý thức được có chút không đúng, quân nhân này rõ ràng là ăn mặc kiểu Bắc Triều Tiên. Cửa phòng được mở ra, Trương Đại Quan Nhân cười ha ha bước vào, anh đúng là hạng chẳng ra gì, chưa gì đã kêu cha gọi mẹ xin tha, đổi thành trước đây thì khẳng định là một tên hán gian. Lưu Minh chép miệng một cái, nhìn thấy Trương Dương, hắn lập tức thả lòng, Trương Dương xuất hiện thì có nghĩa là hắn đã an toàn, nhưng Lưu Minh không nghĩ thông, mình rốt cuộc sao lại đến nơi này, nói thế này rốt cuộc là sao? Trương Dương nói, đã sớm cảnh cáo anh phải cẩn thận rồi. Vừa rồi nếu như không phải tôi kịp thời tới nơi, chỉ sợ đầu anh đã bị người ta cắt bỏ rồi. Lưu Minh thè lưỡi, kêu lên, nguy hiểm thật, đám người đó rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Dương kéo ghế dựa ngồi xuống, đừng quan tâm bọn họ muốn làm gì, anh nhớ kỹ cho tôi, đám người đó anh không thể trêu vào được đâu. Anh tốt nhất đừng ở kinh thành nữa, nhân lúc bọn họ chưa tìm được anh thì mau rời khỏi kinh thành, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ chuyện này trôi qua rồi anh hẵng về. Lưu Minh nói, Lương Bách Ni đâu? Trương Dương nói, cô ta không sao, lúc này vẫn đang ngủ, ngày mai tôi sẽ giao cô ta cho cha cô ta, đuổi họ về Hong Kong. Lưu Minh nói, rốt cuộc là ai muốn giết tôi? Trương Dương nói, anh đừng hỏi nhiều, chuyện cũng là do anh xen vào việc của người khác mà dẫn tới, ở bên ngoài đã chuẩn bị xe cho anh rồi. Tôi bảo người ta chở anh đi thu dọn đồ, tối nay phải đi. Lưu Minh nói, không cần thu dọn, tôi giờ đi luôn. Anh sai người chở tôi tới nhà ga là được. Sau khi Lưu Minh rời đi, Trương Dương tới phòng của Lý Xương Kiệt, Lý Xương Kiệt đang kiểm tra vết thương của mình. Vừa rồi hai phát súng của Nhã Mỹ tất cả đều bắn trúng ngực hắn, tuy rằng hắn mặc áo chống đạn, nhưng vẫn bị bắn cho tím bầm hai vết. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Lý Xương Kiệt cũng thầm kêu may mắn, nếu như hai phát đó không phải bắn vào áo chống đạn thì chỉ sợ hậu quả khó bề tưởng tượng. Trương Dương đưa cho hắn một chai thuốc, bôi đi, ngày mai sẽ đỡ. Lý Xương Kiệt nói, rốt cuộc là sao? Cậu dẫn tôi đi bắt kẻ thông dâm, thì ra lại không liên quan gì tới cậu. Trương Dương nói, anh đừng hỏi tôi cũng không phải biết rõ tình huống, nữ nhân Nhật Bản đó tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có điều tiểu tử An Đạt Văn đó thì tôi không phải lần đầu tiên giao tiếp, từ một số tình huống tối nay tôi nghe thấy, mơ hồ có thể đoán được, hắn và Nhã Mỹ kia 10 phần có 9 là lợi dụng lẫn nhau. An Đạt Văn trước giờ đều là hạng người máu lạnh ích kỷ. Hắn không hề có tình cảm đối với bất kỳ ai cả.
Lý Xương Kiệt cũng không hiểu nổi quan hệ rắc rối phức tạp trong đó, có điều hắn cũng không muốn hỏi nhiều, song vẫn ghi hận chuyện Nhã Mỹ bắn hắn hai phát, nghiến răng nghiến lợi nói, lần sau để tôi gặp lại nữ nhân Nhật Bản đó, nhất định sẽ bắn ả hai phát. Lý Ngân Nhật sau khi ăn thảo dược mà Trương Dương kê cho ông ta, không biết là dược vật quá tốt hay là tác dụng tâm lý, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều, ông ta sai người gọi Trương Dương và con trai tới bên cạnh. Trương Đại Quan Nhân vốn là ân nhân của Lý Ngân Nhật, nhưng sau khi bị Lý Xương Kiệt ép kết bái thì đột nhiên biến thành vãn bối của Lý Ngân Nhật, anh em kết nghĩa, trên một mức độ nào đó thì Lý Ngân Nhật cũng như là cha hắn, đối đãi với cha như thế nào thì phải đối đãi với người ta như thế, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy mình rất thiệt thòi. Vừa rồi Lý Xương Kiệt đã báo cáo chuyện mình và Trương Dương kết bái với cha, Lý Ngân Nhật đối với việc này thì cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng Lý Ngân Nhật minh bạch con trai và Trương Dương kết bái tuyệt đối không phải là bởi vì tình cảm đơn thuần, nhưng con người là động vật kỳ quái, khi có một tầng quan hệ nào đó thì lập tức cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, Trương Dương là người Trung Quốc, cũng không có bất kỳ quan hệ xung đột gì với cha con Lý Ngân Nhật. Lý Ngân Nhật nói, Trương Dương, cậu nếu đã thành huynh đệ của Xương Kiệt thì về sau cũng chính là con của tôi. Trương Đại Quan Nhân thầm kêu xui xẻo, mình có phải trên lưng cõng chữ con không? Bị Lý Xương Kiệt bắt buộc kết bái thì không nói, còn nhặt đâu ra một ông cha nuôi, cũng may Lý Ngân Nhật cũng chả sống được mấy ngày nữa. Trương Đại Quan Nhân khéo nói, tuy rằng trong lòng không công nhận Lý Ngân Nhật, nhưng ngoài miệng vẫn rất thân thiết, chú Lý, về sau chú là phụ bối của tôi sẽ đối đãi với ngài như cha mình. Những lời này được nói ra rất tự nhiên, Trương Đại Quan Nhân cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Hắn không phải giáp tâm nịnh bợ Lý Ngân Nhật, đối với một người sắp chết. Tội gì không nói mấy câu dễ nghe, để người ta trong lòng được an ủi. Không ngờ Lý Ngân Nhật bị những lời này của Trương Dương làm cho cảm động, ông ta thở dài, Trương Dương, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại không thể cho cậu được gì. Trương Dương nói, chú Lý, chú đừng nói vậy. Lý Ngân Nhật nói, tôi không phải là người sợ chết, năm đó cũng trải qua khảo nghiệm của máu và lửa rồi, trong mưa bom bão đạn đi lại tự nhiên, đối mặt với tử vong tôi tuyệt đối sẽ không nhíu mày, nhưng... Ông ta mấp máy môi, ánh mắt nhìn sang Lý Xương Kiệt, tôi ở trong quân nhiều năm như vậy, không có bao nhiêu bằng hữu, tôi sống thì người khác không dám làm gì Lý gia chúng tôi, nhưng nếu như tôi chết rồi, tôi sợ có người sẽ gây bất lợi cho người nhà. Lý Xương Kiệt nói cha cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ gia đình. Lý Ngân Nhật nói, cha tin con sẽ tận sức làm. Ông ta dùng từ vô cùng cẩn thận, không hề nói tin rằng Lý Xương Kiệt có thể làm được. Chương 2340, nội bộ phân hóa 2. Trương Dương nhìn hai cha con trước mắt, tuy rằng không thể dùng hổ phụ khuyển tử để hình dung, nhưng địa vị và năng lực của Lý Xương Kiệt hiển nhiên không thể bằng được phụ bối. Tình hình tương tự Trương Dương cũng thấy không ít, Văn gia, Kiều gia đều gặp phải vấn đề nối nghiệp vô lực, nhưng vấn đề đồng dạng ở Bắc Triều Tiên thì ác liệt hơn so với bên này nhiều. Lý Ngân Nhật nói, ở trong nước tôi có rất nhiều cừu gia. Bọn họ so với bất kỳ ai thì quan tâm tới bệnh tình của tôi hơn, nếu như bọn họ biết tôi sắp chết, chuyện trở nên khó bề tưởng tượng. Trương Dương nói, cho nên, ngài cần một tháng thời gian để xử lý việc này. Lý Ngân Nhật nói, con người ta không thể quá tham được, lần trước cậu đã chữa bệnh giúp tôi đã sống lâu tới như vậy, tôi cho rằng mình đã khỏe, lại bắt đầu phóng túng thanh sắc, trời cao quả nhiên không chịu cho loại người như tôi cơ hội lần thứ hai. Lý Xương Kiệt nói, cha. Có lẽ sẽ có kỳ tích. Hắn nhìn Trương Dương, hy vọng Trương Dương có thể gật gật đầu, nhưng Trương Đại Quan Nhân Thủy Chung không có bất kỳ phản ứng gì. Lý Ngân Nhật nói, đã rất tốt rồi, Trương Dương, cậu thực sự có thể giúp tôi sống thêm một tháng giống như người bình thường ư. Trương Dương gật đầu, tôi chắc có thể làm được. Lý Xương Kiệt và Trương Dương cùng nhau ra ngoài cửa, Lý Xương Kiệt thở dài nói khẽ, huynh đệ, cha bảo tôi đi. Trương Dương nhíu mày, lập tức minh bạch ý tứ của Lý Xương Kiệt. Lý Ngân Nhật hiển nhiên cân nhắc tới những loại khả năng sẽ xảy ra sau này, nên đã bắt tay vào an bài cho tương lai của con trai. Lý Xương Kiệt nói, tôi không muốn đi. Trương Dương nói, các trưởng bối cân nhắc vấn đề so với chúng ta thì toàn diện hơn nhiều, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, biết nên làm như thế nào. Hắn tuy rằng không rõ lắm tình cảnh hiện tại của Lý gia ở Bắc Triều Tiên, nhưng Trương Dương cũng dự cảm được sau khi Lý Ngân Nhật chết, Lý gia chắc chắn sẽ gặp phải một hồi nguy cơ. Lý Xương Kiệt nói, tôi là một quân nhân, nếu như rời khỏi cố thổ của mình thì tôi còn có thể làm gì nữa. Khi Lương Bách Ni tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau, cô ta từ trên giường ngồi dậy, quan sát xem mình rốt cuộc đang ở địa phương nào. Sau khi quen thuộc với hoàn cảnh bên trong,
Lương Bách Ni xuống giường, cô ta lặng lẽ tới phía trước cửa sổ, vén màn, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một gã vệ binh đang gác ở ngoài cửa. Lương Bách Ni cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, tới trước cửa thì phát hiện cửa phòng không hề khóa, cô ta mở cửa đi ra ngoài. Lúc này nhìn thấy một gã nam tử từ cửa lớn bước vào, chính là bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương. Lương Bách Ni có chút kinh ngạc mở to hai mắt, cô ta thật sự không tưởng tượng được mình lại ở chỗ này, càng không nghĩ ra là Trương Dương vì sao xuất hiện ở đây. Trương Dương tới trước mặt của Lương Bách Ni, mỉm cười nói, Lương tiểu thư đậy rồi à? Lương Bách Ni nói, thả tôi ra. Trương đại quan nhân cười nói, tôi đâu có nhốt cô, chân mọc trên người cô, chỉ cần cô thích thì đi lúc nào cũng được. Lương Bách Ni chuẩn bị đi, đi được hai bước thì dừng lại nói, thế này là sao? A Văn, cô ta vốn muốn hỏi A Văn ở đâu, nhưng nói được một nửa thì nhớ tới một màn tối hôm qua chính mắt nhìn thấy, tim như bị dao cắt. Trương Dương nói, đây là Cẩm Tú Viên, một địa phương an toàn vô cùng, là khu an dưỡng Bắc Triều Tiên thiết lập tại Trung Quốc. Vì sao tôi lại ở chỗ này? Trương Dương nói, tôi biết trong lòng có cô có rất nhiều khó hiểu và nghi vấn, tin rằng chuyện tối hôm qua cô chắc vẫn chưa quên, nếu như chúng tôi không ra tay cứu cô thì chỉ sợ cô và tên thám tử Tư Lưu Minh hiện tại đã. Trương Dương cười cười, giao không gian để cho Lương Bách Ni suy nghĩ. Lương Bách Ni nói, Lưu Minh ư, hắn đang ở đâu? Trương Dương nói, tôi đã sai người đưa hắn rời khỏi kinh thành rồi, nếu như hắn tiếp tục ở đây, chỉ sợ an toàn bản thân sẽ bị uy hiếp. Nói xong hắn tạm dừng một chút rồi nói, sở dĩ dẫn cô đến đây cũng là xuất phát từ nguyên nhân đồng dạng. Lương Bách Ni nói, anh sao biết nhiều chuyện như vậy? Anh sao lại vừa hay xuất hiện ở đó rồi cứu mạng tôi? Trương Dương lạnh lùng cười nói, không phải vừa hay, tôi và Lưu Minh là lão bằng hữu. Vì thế hắn đã nói với cô ta chuyện mình và Lưu Minh vừa hay gặp mặt rồi biết Lương Bách Ni đang điều tra An Đạt Văn. Trương Dương nói, tôi chỉ quan tâm tới Lưu Minh, tôi cũng rất hiểu tính tình của chồng cô. Nếu như hắn biết Lưu Minh đang điều tra hắn thì khẳng định sẽ không bỏ qua cho Lưu Minh. Lương Bách Ni vẻ mặt chán nản, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng càng cảm thấy uể oải, tiến tới diễn biến thành u oán vô hạn đối với An Đạt Văn. Cô ta và An Đạt Văn sau hôn nhân quả thực đã có một đoạn thời gian trăng mật, nhưng hôm nay nghĩ lại, khoảng thời gian này khá ngắn ngủi, không lâu sau An Đạt Văn liền bởi vì bận sinh ý mà ghẻ lạnh cô ta. Nếu như không phải cô ta tìm người điều tra thì vẫn chưa biết sự thật rằng chồng đã phản bội mình. Nhớ tới tình cảnh An Đạt Văn và Nhã Mi ôm nhau hôm qua, Lương Bách Ni cơ hồ muốn rơi lệ, cô ta minh bạch hiện tại không phải là lúc rơi lệ, cắn môi ngẩng đầu rồi mạnh mẽ ức chế nước mắt sắp tràn mi, cô ta nói khẽ bất kể anh xuất phát từ động cơ gì thì tôi cũng phải nói tiếng cảm ơn. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng không phải là cứu thế chủ gì cả, đối với cô cũng không có bất kỳ động cơ gì cả. Hơn nữa vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng các cô tôi cũng không có ý nhúng tay. Lương Bách Ni cũng không phải là nữ tử kiến thức nông cạn, nhu nhược, cô ta trong khoảng thời gian ngắn đã điều chỉnh tốt tình tự của mình, nói khẽ Trương tiên sinh, tôi có một thỉnh cầu. Trương Dương gật đầu, nói đi. Lương Bách Ni nói, chuyện tối hôm qua có thể làm như chưa từng phát sinh hay không? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Lương Bách Ni có điều rất nhanh liền minh bạch ý tứ của cô ta. Xem ra Lương Bách Ni không định làm lớn chuyện này, chẳng lẽ cô ta vẫn ôm hy vọng xa vời đối với mối tình này ư? Lương Bách Ni nói, tôi không muốn chuyện này để cha tôi biết. Trương Dương thở dài, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Tôi cho rằng mình có thể giải quyết tốt chuyện giữa tôi và hắn, không cần để cha tôi bận tâm. Cô ta tạm dừng một chút rồi lại nói, tôi nghĩ anh cũng không muốn để An Đạt Văn biết là anh đã cứu tôi. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, cô cho rằng tôi sợ hắn lắm ư. Lương Bách Ni không nói gì, cảm thấy câu nói vừa rồi của mình quả thực có chút dư thừa, bất kể là như thế nào thì Trương Dương cũng là ân nhân của cô ta. Trương Dương nói, cũng tốt, cô coi như là gặp lôi phong sống rồi đó, làm chuyện tốt không lưu danh. Lương Bách Ni cười cười với hắn, trông rất miễn cưỡng, trước mắt cô ta quả thực không có lý do để vui vẻ, tuy rằng cô ta cảm thấy Trương Dương rất hài hước. Cô ta gật đầu, tôi nghĩ tôi nên đi rồi. Trương Dương nói, để tôi sai người đưa cô đi. Chương 2341, Nội bộ phân hóa 3. Buổi sáng hôm ấy, Bí thư Thị ủy Bắc Cảng Thường Lăng không gọi điện thoại tới. Hắn nói với Trương Dương rằng phía Bộ Ngoại giao đã đưa ra chỉ thị, muốn bọn họ trong chuyện của Cảng Phước Long phải xử lý cẩn thận. Đối với kháng nghị mà Tập đoàn Nguyên Hòa đề xuất cũng phải cân nhắc thận trọng, bất kể phía Bắc Cảng có lý do đầy đủ cỡ nào. Nhưng hợp đồng giữa Tập đoàn Nguyên Hòa và bọn họ vẫn là giấy trắng mực đen,
phía tập đoàn Nguyên Hòa tuy rằng có Nguyên Hòa Thu Trực nói là muốn xé bỏ hợp đồng, nhưng hắn không phải pháp nhân của tập đoàn Nguyên Hòa. Lời nói của hắn không có hiệu lực pháp luật, nói cách khác thì ký kết giữa thành phố Bắc Cảng và Nguyên Hòa trong công trình sửa chữa và xây dựng thêm cảng Phước Long vẫn còn hữu hiệu. Trương Dương nghe Thường Lăng không nói xong thì phát hỏa, bí thư Thường, đám người này có phải đầu óc bị lừa đá hay không? Tập đoàn Nguyên Hòa có bối cảnh hắc bang, hợp tác với bọn họ, về sau xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Thường Lăng không hiển nhiên tâm tình cũng không tốt, hắn thở dài, anh ồn ào cái gì? To mồm thì có thể giải quyết được vấn đề à? Anh luôn miệng nói người ta có bối cảnh xã hội đen, nhưng anh có chứng cớ không? Bộ môn thượng cấp cũng không cần biết những cái này. Bọn họ cho rằng ngoại thương liên thủ kháng nghị, tạo thành ảnh hưởng quốc tế, trong mắt bọn họ thì chúng ta đã mang tới phiền toái cho bọn họ không thể hướng về người ngoại quốc, cho nên bọn họ lại ném lại vấn đề cho chúng ta, để chúng ta tự mình xử lý. Trương Dương nói, tôi hiểu rồi, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, không ngờ chuyện gì cũng bắt chúng ta đi làm, bọn họ thì ở giữa ba phải. Thường Lăng không nói, anh ít oán thán đi, người của Bộ Ngoại giao phụ trách chuyện này là Phó Bộ trưởng Trần Toàn. Người khơi mào chuyện này là Nguyên Hòa Hạnh Tử, anh hiện tại nên làm như thế nào thì không cần tôi dạy cho anh chứ hả? Trương Đại Quan Nhân biết rõ còn giả vờ hồ đồ, bí thư Thường, ngài hay là cứ nói đi, tôi thực sự có chút hiểu. Thường Lăng không nói, giả ngu có phải hay không, vậy tôi dứt khoát đánh thêm ít võ miệng vậy, hai người này anh phải giải quyết một, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, cấp trên áp chế tới tìm tôi thì tôi chỉ có thể đem chuyện này nén lại cho anh. Trương Dương nói, chuyện này hình như có chút khó khăn. Thường Lăng không nói, tôi trước giờ luôn công nhận năng lực của anh, chuyện này giao cho anh chắc không có vấn đề gì. Trương Đại Quan Nhân nói, bí thư Thường, ngài lần này xem trọng tôi quá rồi. Thường Lăng không nói, nếu như đám ngoại thương đó tiếp tục kháng nghị, Bộ Ngoại giao khẳng định còn có thể tìm tôi, anh nhanh lên chút, nếu như cần thiết thì có thể vận dụng một chút quan hệ của anh. Những lời này của Thường Lăng không nói rất thông minh. Ý tứ của hắn là nói Trương Dương anh không xử lý được thì có thể đi tìm cha nuôi của anh, chỉ cần Văn Quốc Quyền lên tiếng thì không tin Trần Toàn không nể tình. Trương Dương ừ à một phen, nhưng trên thực tế hắn đối với đề nghị này của Thường Lăng không thì chỉ coi như không có nghe thấy, động chút là tìm cha nuôi, cứ như trẻ con bị bắt nạt thì về tìm cha mẹ. Trương Dương tôi có ngày hôm nay cũng không phải là toàn dựa vào quan hệ. Trương Dương lại mời Nguyên Hòa Hạnh Tử, lần này hắn làm chủ. Chọn một nhà ăn chủ đề Tân Cương, kinh doanh đồ ăn Tân Cương, trang hoàng kiểu Ả Rập. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn một bàn đầy đồ ăn thì không khỏi thở dài, bí thư Trương, các anh hình như thường nói phô trương lãng phí là đáng xấu hổ cơ mà. Trương Dương nói, đến rồi thì chịu đi, cô nếu không muốn tôi phi lễ thì hay là cho tôi cơ hội mời lại. Nguyên Hòa Hạnh Tử phát hiện thằng cha này nói chuyện với mình càng lúc càng càn rỡ, nhưng cô ta lại cố tình không nở trở mặt với Trương Dương. Đổi thành người khác thì chỉ sợ cô ta đã sớm bỏ đi rồi. Trương Đại Quan Nhân cười sáng lạn như ánh mặt trời, chỉ đùa một chút thôi mà, cô đừng để ý. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, để ý cái gì? Miệng mọc trên người anh thích nói gì thì nói, tôi không thể nào bịt miệng anh lại được. Nhìn bộ dạng cợt nhả của thằng cha này, Nguyên Hòa Hạnh Tử thực sự là bất lực với hắn. Trương Dương nói, giao dịch của cô và Lương Kỳ Hữu bàn đến đâu rồi? Nguyên Hòa Hạnh Tử nhàn nhã tự tại uống một ngụm sữa chua, không hề trả lời vấn đề của Trương Dương, mà gật đầu nói, ừ, sữa chua của nhà này hương vị rất chính tông. Trương Dương gọi bia lúa mì, nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử, xem ra cô ta cho rằng mình đã nắm giữ quyền chủ động. Trương Đại Quan Nhân chỉ vào chân dê nướng vừa mới được đưa lên, thứ này còn chính tông hơn. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, rất long trọng, tôi ăn bữa cơm này của anh thì liệu có thiệt gì không? Trương Dương nói, thoạt nhìn thì miệng cô rất ngọt ngào, đáng tiếc tâm địa của cô thì có chút. Nguyên Hòa Hạnh Tử bất mãn trừng mắt lườm hắn một cái, Trương Đại Quan Nhân cắt một miếng thịt chân dê chủ động đưa lên, ít nhiều có chút ý tứ lấy lòng. Nguyên Hòa Hạnh Tử dùng dĩa ăn xiên thịt dê bỏ vào miệng, gật đầu khen ngợi. Hai người bắt đầu tập trung sự chú ý lên trên bàn mỹ thực, chờ Nguyên Hòa Hạnh Tử ăn no rồi, cô ta mới cầm khăn tay lau miệng, gọi một cốc nước chanh, uống một ngụm rồi nói, nhiều mỡ quá. Bữa tiệc này ăn xong rồi, tôi cả tháng cũng chẳng muốn ăn thịt. Trương Dương nói, chỉ cần không phải cả tháng không muốn ăn cơm với tôi là chứng minh bữa cơm này tôi mời coi như thành công. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, thật ra anh không cần thiết phải mời tôi, anh không chịu nhượng bộ, tôi cũng sẽ không nhượng bộ, cho nên cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho người khác đi giải quyết.
Trương Dương nói, cô có phải có chút không đúng là bạn bè hay không? Anh thực sự coi tôi là bằng hữu ư? Nguyên Hòa Hạnh Tử hỏi ngược lại. Trương Dương gật đầu. Nguyên Hòa Hạnh Tử lại bật cười, cô ta lắc đầu, chưa từng gặp bằng hữu nào một bước cũng không nhường, không thông cảm đối phương chút nào như anh là nam nhân mà, sao lại từng bước ép sát một thiếu nữ như tôi? Trương Đại Quan Nhân nói, một bước cũng không nhường là đối với tập đoàn Nguyên Hòa, đối với cô thì tôi không hề làm chuyện gì quá đáng cả. Biết anh công và tư rõ ràng rồi, chúng ta hay là đừng bàn việc công, chuyện của Cảng Phước Long Anh nếu không tiếp tục hợp tác với tập đoàn Nguyên Hòa của chúng tôi thì tôi cũng không đến mức cố ở đó nhìn sắc mặt người khác, cho nên tôi quyết định nhượng bộ, chuyển nhượng Cảng Phước Long cho tập đoàn Đỉnh Thiên. Trương Dương nói, biết tôi nghĩ như thế nào về chuyện này không? Nguyên Hòa Hạnh Tử buông chén trà, mỉm cười nhìn hắn. Trương Dương nói, đổi thang mà không đổi thuốc. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, ở trong mắt của anh thì bất kỳ chuyện gì cũng đều đáng hoài nghi. Trương Dương nói, tôi cũng không có hứng thú với giao dịch giữa tập đoàn Đỉnh Thiên và cô, nhưng tôi biết một điểm, Lương Kỳ Hữu sở dĩ nhìn vào Cảng Phước Long không phải nguyên nhân của bản thân hắn, mà là vì sau lưng có An Đạt Văn đưa đẩy, hắn lấy Cảng Phước Long, chẳng khác nào An Đạt Văn lấy Cảng Phước Long, loại chuyện này tôi sẽ không để nó phát sinh. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, bọn họ muốn làm như thế nào thì tôi không có hứng thú, cái tôi quan tâm là như thế nào mới có thể hạ thấp tổn thất của chúng tôi. Trương Dương nói, các cô liên hợp một số ngoại thương, thông qua đại sứ quán đề xuất kháng tụng tới Bộ Ngoại giao của nước tôi, nói chính phủ địa phương chúng tôi không tuân thủ hợp đồng đã ký kết, gây tổn hại tới lợi ích của ngoại thương các cô, ý đồ thông qua thượng tầng để tạo áp lực cho chúng tôi, chế tạo cái gọi là ảnh hưởng quốc tế. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu như không phải lợi ích thiết thân bị tổn hại thì chúng tôi cũng sẽ không muốn bảo vệ quyền lợi của bản thân. Trương Dương cười nói, cô nói như vậy, tất cả trách nhiệm là ở trên người tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử một bước cũng không nhường nói, có phải trách nhiệm của anh hay không thì trong lòng anh hiểu rõ. Trương Dương nói, cô có biết một nữ nhân Nhật Bản tên là Nhã Mỹ hay không? Nguyên Hòa Hạnh Tử nhíu mày, Nhã Mỹ. Trương Dương lấy ra bức ảnh chụp chung của An Đạt Văn và Nhã Mỹ cho Nguyên Hòa Hạnh Tử xem. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn bức ảnh đó, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bối rối và khó hiểu, sao lại là cô ta? Cô quen cô ta à? Nguyên Hòa Hạnh Tử chậm rãi gật đầu, cô ta tên là Sơn Dã Nhã Mỹ. Trương Đại Quan Nhân trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới một cái tên quen thuộc Sơn Dã Lương Hữu, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ tồn tại liên hệ nào đó ư? Nguyên Hòa Hạnh Tử sau khi nhìn thấy tấm ảnh này này tâm tình rõ ràng có biến hóa, cô ta đề xuất cáo từ tôi phải đi đây. Trương Dương nói, đừng vội, tôi còn chưa nói xong mà. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn hắn. Trương Dương nói, có một số lời tôi vẫn giữ dưới đáy lòng, không biết có nên nói với cô không? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, phương thức nói chuyện này của anh rất kỳ quái, khiến tôi có cảm giác không rét mà run. Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân lúc này lại vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Nguyên Hòa Hạnh Tử, giống như nhìn thấu cả tim cô ta, phương tâm của Nguyên Hòa Hạnh Tử không khỏi cảm thấy một trận kích động. Cô ta bưng trà chanh lên, cúi đầu uống một ngụm, né tránh ánh mắt của Trương Dương, có điều ngay cả chính cô ta cũng không rõ rốt cuộc mình không trốn tránh cái gì. Trương Dương nói, tôi thừa nhận, tôi đã tiến hành một phen tìm hiểu và điều tra về cô và gia tộc của cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh thực sự là rất ít khi thẳng thắn như vậy. Chương 2342, Nội bộ phân hóa 4. Trương Dương nói, nếu như nói lúc trước gia tộc Phục Bộ phục kích tôi nhiều lần là do đoạn cừu hận của Phục Bộ Nhất Diệp, nhưng về sau lúc sóng thần, một loạt chuyện đã phát sinh trở nên không dễ giải thích. Hắn thở dài, tôi cũng không tin cô lại phái người ám sát tôi, tuy rằng cô là nữ nhân mà tôi không nhìn thấu, nhưng tôi vẫn tin cô sẽ không cho ác ý đối với tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử lặng lặng nhìn Trương Dương, vẻ mặt chân thành của Trương Dương khiến cô ta không đành lòng nói ra lời nói bác bỏ hắn. Trương Dương tiếp tục nói, sau khi sóng thần, Nguyên Hòa Thu Trực lập tức đề xuất muốn rút vốn khỏi Tân Hải, còn bắt đền, tôi đương nhiên hiểu rõ hắn chỉ là một đại biểu mà cô cử đi, nhưng sau khi hắn nói ẩu nói tả thì cô không hề tỏ thái độ gì. Trong mắt chúng tôi, ngôn luận của hắn được cô bày mưu đặt kế và ngầm đồng ý. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu nói, không hề. Trương Dương nói, cô phủ nhận càng chứng minh nội bộ tập đoàn Nguyên Hòa xảy ra vấn đề. Một người đại diện mà cô cắt cử không ngờ không hề được cô đồng ý đã tự tiện đưa ra quyết định tổn hại tới lợi ích của hai bên, mà những hành vi của Nguyên Hòa Thu Trực khiến tôi không thể không một lần nữa cân nhắc lại hợp tác giữa chúng ta. Trong điều tra về sau,
chúng tôi phát hiện công trình cơ sở của tập đoàn Nguyên Hòa ở rất nhiều chỗ không phù hợp với quy định của chúng tôi lúc trước. Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng nói, trước đó các anh đã nghiệm thu, nếu không phù hợp với quy định thì sao lại thông qua nghiệm thu? Quyền lên tiếng ở chỗ các anh, tiêu chuẩn là co giãn, tất nhiên các anh nói gì cũng được. Trương Dương nói, chúng tôi sẽ không làm như vậy, tôi thừa nhận trong quá trình nghiệm thu đã xảy ra vấn đề, một số cán bộ của chúng tôi không hề tự hạn chế nghiêm khắc, tôn trọng hành vi thường ngày của chức nghiệp bản thân, tất cả cán bộ liên quan tới việc này đã bị tôi bắt rồi. Trước mắt đang lập án điều tra, tôi đã nắm giữ được chứng cứ bước đầu, Quý Phương trong quá trình nghiệm thu từng có hành vi hối lộ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, dục ra chi tội. Trương Đại Quan Nhân cười cười, cầm cốc bia lên uống một ngụm, tôi thả tin tất cả những cái này không liên quan tới cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, đầu tư ở Tân Hải là cân nhắc thận trọng sau khi tập đoàn Nguyên Hòa đã trải qua khảo sát tổng hợp, chứ không phải là trò đùa, anh cho rằng tôi sẽ vì một số cái lợi nhỏ mà đi hối lộ ư. Trương Dương nói, có lẽ trong quá trình chấp hành cụ thể công trình một số người nào đó đã lừa trên gạt dưới, mưu lợi bất chính. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhíu mày, những lời này của Trương Dương đã nói trúng tâm sự của cô ta. Trương Dương lại nói, căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi nắm giữ được thì tập đoàn Nguyên Hòa có bối cảnh xã hội đen. Chuyện này cô chắc sẽ không phủ nhận chứ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, mỗi một phân tiền mà tập đoàn Nguyên Hòa đầu tư vào Tân Hải đều là sạch sẽ. Trương Dương cười nói, trên đời không có chuyện tuyệt đối, tôi thấy cô đối với Nguyên Hòa Trân Dương cũng không hiểu hết. Đó là chuyện của tôi. Mày liễu của Nguyên Hòa Hạnh Tử dựng thẳng, cô ta hiển nhiên bị Trương Dương chọc giận rồi. Trương Dương nói, một người khi tức giận thường thường rất dễ rối loạn trận cước, chứng minh cô ta không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Không nhìn ra anh không ngờ còn là nhà tâm lý học. Trương Dương nói, hai ngày trước khi tôi ở núi Thanh Đài, đã bị 8 gã ninja người Nhật Bản phục kích, có 7 người bị tôi giết chết tại chỗ, người còn lại thì bị tôi bắt sống. Hắn Nguyên Hòa Hạnh Tử nghe thấy có 8 gã ninja liên thủ công kích hắn thì trong lòng bất giác căng thẳng, mà khi cô ta nghe thấy 7 người bị giết và một người bị hắn bắt sống thì không ngờ trong lòng thả lỏng. Nguyên Hòa Hạnh Tử bỗng nhiên ý thức được, sự quan tâm của mình đối với Trương Dương đã vượt xa sự chú ý tới tính mạng của đồng bào, không khỏi tâm tình lại bắt đầu loạn cả lên. Trương Dương nói, trước đó khi cô ở Tân Hải gặp tôi thì tôi đang xử lý chuyện này, Đại sứ quán Nhật Bản đặc biệt phái võ trực chính giã đến Giang Thành để điều tra chuyện này. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi không cho rằng chuyện đó có liên quan gì tới vấn đề giữa chúng ta. Trương Dương nói, tôi vốn cũng cảm thấy không có quan hệ gì, nhưng về sau lại có người hoài nghi. Hắn cố ý tạm dừng một chút. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hoài nghi gì? Chẳng lẽ hoài nghi chúng tôi bởi vì chuyện của Cảng Phước Long bị anh làm khó dễ thì sinh ra niệm đối với anh ư? Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, cô không cảm thấy đó là một giải thích hợp lý ư? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh có phải chuẩn bị gom tất cả mọi chuyện lại rồi đổ hết lên người chúng tôi hay không? Trương Dương nói, tôi không hề hoài nghi các cô, nguyên nhân rất đơn giản, tôi bắt sống được một người, và tên ninja đó đã nói cho tôi biết người bày ra chuyện này là. Nguyên Hòa Hạnh Tử phát hiện thằng cha Trương Dương này rất đáng giận, mỗi lần tới chỗ mấu chốt là liền cố ý gián đoạn một chút, cô ta thật sự muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng cô ta lại rất quan tâm tới chuyện này, hiển nhiên Trương Dương đã nhìn ra điểm này, cho nên mới thừa nước đục thả câu. Trương Dương nói, cô có biết Sơn Dã Lương Hữu không? Tuy rằng Trương Dương không biết kẻ bài bố sau lưng là Sơn Dã Lương Hữu, nhưng Nguyên Hòa Hạnh Tử hiển nhiên đã lĩnh hội ý tứ của hắn, Nguyên Hòa Hạnh Tử nói từng có gặp mặt một lần. Không phải rất quen thuộc. Trương Dương nói, hắn và Sơn Dã Nhã Mỹ đó rốt cuộc có quan hệ gì? Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng cười nói, ở Nhật Bản, Sơn Dã là dòng họ rất thường thấy, tựa như Triệu Tiền Tôn Lý của quý quốc vậy, chẳng lẽ nói người cùng họ thì nhất định là thân thích hư? Nguyên Hòa Hạnh Tử rút ra một chiếc khăn tay rồi lau miệng, đứng dậy nói thôi, cảm ơn bữa cơm trưa của anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chuyện của Tân Hải xin cô châm trước hơn, nữ nhân thông minh như cô chắc không cam lòng bị người khác lợi dụng chứ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi sao cảm thấy anh đang có ý đồ lợi dụng tôi để hóa giải tình cảnh khó xử hiện tại của anh. Trương Đại Quan Nhân nói, nếu như tôi lợi dụng cô thì tuyệt đối không phải là để làm chuyện này. Nguyên Hòa Hạnh Tử từ trong ánh mắt của thằng cha này giống như đã đọc hiểu được gì đó, cô ta gật đầu, nhanh chóng xoay người lại, mặt trong khoảnh khắc xoay người có chút đỏ lên. Trương Dương nhìn bóng dáng của Nguyên Hòa Hạnh Tử, khóe môi lộ ra nụ cười, di động của hắn đổ chuông vào lúc này, Trương Dương bắt máy, là Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi gọi tới,
Thiệu Minh Phi nói, Trương Dương, anh tới kinh thành mà không nói với tôi một tiếng. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, nữ nhân này thật đúng là âm hồn không tiêu tán, hắn nói khẽ tôi đang họp, có chuyện gì để lát nữa rồi nói. Thiệu Minh Phi nói, họp ư, anh đang lừa thế, đang bận câu dẫn tiểu quả phụ Nhật Bản à. Trương đại quan nhân cầm điện thoại nhìn ra bên ngoài, liền thấy ở bên đường có một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ đang đỗ ở đó, hắc quả phụ Thiệu Minh Phi mặc áo da màu đen bó sát người, đeo kính râm, đang nhìn về bên này. Trương đại quan nhân không nhìn được lắc đầu, nữ nhân này thực sự có chút năng lực, xem ra cô ta đã theo dõi mình được một đoạn thời gian rồi. Trương Dương gọi bồi bàn tính tiền rồi đi tới chỗ chiếc xe thể thao Ferrari, qua lại nhìn một chút rồi nhếch môi cười nói, xe này thật đúng là xứng với cô. Hắc quả phụ hừ một tiếng, vô sự hiến ân cần. Trương đại quan nhân bay lên không, dùng một động tác tiêu sái, chuẩn xác nhảy vào ghế phụ. Chung quanh không ít người chú ý tới bên này. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bị chiếc xe này và hắc quả phụ hấp dẫn, Trương đại quan nhân tuy rằng vẫn tự cho là tiêu sái, nhưng đi qua chung quanh thì nam nhân vẫn chiếm đa số, thời đại này, tính tò mò bình thường vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Hắc quả phụ dậm chân ga, lần này phong cách lái rất chậm và ổn thỏa, Trương đại quan nhân nhớ tới nhiệt duyên giữa bọn họ chính là vì đua xe. Nữ nhân hắc quả phụ này tên đúng như người, không ngờ lợi dụng mình đêm đó mất tỉnh táo mà lập bẫy. Trương đại quan nhân nhìn bụng của cô ta. Hắc quả phụ cảm thấy được sự chú ý của hắn, gắt nói, nhìn cái gì vậy? Trương đại quan nhân thở dài, vẻ mặt buồn bã, cô nghĩ kỹ chưa? Hắc quả phụ nói, kỹ cái gì? Trương Dương nói, mấy ngày này tôi vừa hay ở kinh thành, hay là tôi tìm bệnh viện cho cô? Hắc quả phụ đột nhiên phanh lại, quán tính khiến thân thể Trương đại quan nhân bay lên trước, đầu cơ hồ chạm vào kính chắn gió. Trương Dương nói, cô muốn mưu sát tôi à? Hắc quả phụ nói, tôi hôm nay mới phát hiện anh thì ra vô trách nhiệm như vậy. Trương đại quan nhân thở dài, cô rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn sinh ra đứa nhỏ này ư? Hắc quả phụ nói, tôi vẫn chưa nghĩ xong, hôm nay tìm anh đến cũng không phải là vì chuyện này. Cô ta lại khởi động ô tô, đỗ xem trước bãi cô phía trước, sau đó mở cửa xe bước xuống. Trương Dương tới bên cạnh cô ta, cô tìm tôi đến có chuyện gì? Hắc quả phụ nói, anh và tiểu quả phụ Nhật Bản đó nói chuyện gì thế? Trương Dương nghe có chút buồn cười, hắc quả phụ không ngờ gọi Nguyên Hòa Hạnh Tử như vậy, không nói gì cả, bàn chuyện công tác thôi. Hắc quả phụ nói, có phải về cảng Phước Long hay không? Trương Dương gật đầu, nhớ tới hắc quả phụ trước mắt là quản lý khu Trung Hoa của tập đoàn Đỉnh Thiên. Nói cách khác thì cô ta và Lương Kỳ Hữu trước mắt cùng trận doanh, lập tức cười nói chuyện trên công tác cô cũng đừng hỏi làm gì. Hắc quả phụ lại nói, anh và cô ta có thể nói chuyện công tác nhưng lại không thể nói với tôi à? Chẳng lẽ trong mắt của anh thì cô ta có mị lực hơn so với tôi ư? Chương 2343, tình đồng mạch lộ 1. Trương đại quan nhân nhìn hắc quả phụ phong tao 10 phần, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân như cô trừ phong tao hở hang ra. Luận về diện mạo và khí chất thì sao có thể so được với người ta, hắn lại nghĩ tới Cố Giai Đồng, loại nữ nhân nông cạn nhất mới cứ thích biểu lộ sự quyến rũ ra ngoài, nhớ lại những tình cảnh lúc trước, Trương đại quan nhân trong lòng không khỏi đau xót. Hắc quả phụ nhìn ra hắn đang thất thần, có chút không vui, nghĩ gì thế? Trương Dương nói, tôi cảm thấy một số lời mà cô nói cũng rất có đạo lý. Mày liễu của hắc quả phụ dựng thẳng rồi lườm hắn một cái. Nói khẽ, nghe nói anh trong chuyện của cảng Phước Long rất găng với cô ta. Trương Dương cười nói, cô cũng nghe nói, chứng tỏ chuyện này căn bản không đáng tin. Hắc quả phụ nói, tin đồn vô căn cứ chưa chắc không phải có nguyên nhân. Trương Dương cười nói, cô không cần quanh co lòng vòng nữa, có chuyện gì thì cứ nói rõ với tôi đi. Hắc quả phụ nói, anh biết đó, tôi hiện tại đang làm việc ở Đỉnh Thiên, thân là một phần tử của Đỉnh Thiên tất nhiên phải xuất lực vì Đỉnh Thiên rồi. Trương Dương từ lúc nhận được tấm danh thiếp của cô ta cũng đã đoán được cô ta sớm muộn gì cũng sẽ lên tiếng cho Đỉnh Thiên, cho nên không hề cảm thấy bất ngờ, hắn mỉm cười nhìn hắc quả phụ Thiệu Minh Phi, không nói gì. Thiệu Minh Phi nói, tập đoàn Nguyên Hòa định rời khỏi cảng Phước Long, công trình xây dựng thêm và sửa chữa cảng Phước Long được tranh thầu lại, mặc dù tập đoàn có ý trả giá rất nhiều, chân chính có lực cạnh tranh thì không ngoài Đỉnh Thiên và Tinh Nguyệt. Trương Dương gật đầu, Thiệu Minh Phi nói đúng. Thiệu Minh Phi nói, ở trước mặt anh tôi cũng không cần thiết phải giấu giếm gì cả. Trương đại quan nhân bật cười, hình như mình và cô ta vẫn chưa quen thân tới mức như vậy,
là Thiếu Minh Phi cho rằng mình vào đêm đó không tỉnh táo, cho nên làm ra biểu hiện giả dối rằng có một đêm ân ái với nhau, sau đó còn nói mình mang thai, cho rằng hiện tại nắm được thóp của mình rồi, không biết mình đã phát hiện ra bí mật đêm đó. Thiệu Minh Phi tiếp tục nói, Đỉnh Thiên đã làm không ít công tác. Biết trong lòng nghiêng về phía Tinh Nguyệt. Trương Đại Quan Nhân nói, trên thực tế thực lực của Đỉnh Thiên và Tinh Nguyệt có chênh lệch nhất định, đổi thành là cô, cũng sẽ lựa chọn Tinh Nguyệt. Thiệu Minh Phi nói, tôi thừa nhận chênh lệch giữa hai bên, nhưng không hề lớn như lời anh nói, huống chi Tinh Nguyệt là một nhà ngoại tư, mà Đỉnh Thiên là cảng tư, tôi không ngại tiết lộ cho anh một số tin tức, Lương Tổng chí ắt phải có được cảng Phước Long. Cho nên hắn mới không tiếc bỏ vốn tiếp nhận sinh ý trong nước của tập đoàn Nguyên Hòa. Trương Dương cười cười sửa lại lời cô ta, trước mắt vẫn chỉ là đang bàn. Chưa tới lúc ký hợp đồng cuối cùng mà. Thiệu Minh Phi nói, chẳng qua là chờ Lương Tổng gật đầu thôi, tôi thấy chuyện này đã trở thành sự thật rồi. Nói cách khác, tất cả đầu tư của tập đoàn Nguyên Hòa ở cảng Phước Long sẽ do Đỉnh Thiên chúng tôi tiếp quản. Trương Đại Quan Nhân khinh thường nói, trên đời này nào có nhiều sự thật như vậy. Cho dù bọn họ ký hợp đồng, tôi không gật đầu thì hợp đồng này cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Thiệu Minh Phi dựa vào người Trương Dương, vươn tay ra quàng tay hắn, dựa lên vai hắn, vừa lay vừa làm nũng, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, cho dù anh không nể mặt Lương Tổng thì dù sao cũng phải nể mặt tôi chút chứ, cho dù anh không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt cục cưng trong bụng tôi, phải không nào? Cô ta cầm tay Trương Đại Quan Nhân rồi sờ sờ bụng mình. Trương Đại Quan Nhân mắng thầm nữ nhân này quá đê tiện. Nói dối tới mức này thì đúng là cao thủ, ánh mắt hắn nhìn ra xa, nói khẽ chúng ta tách ra chút. Thời buổi này nguy hiểm lắm, chưa biết chừng có người ở bên cạnh chụp lén chúng ta cũng chưa biết chừng. Thiệu Minh Phi nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt không khỏi thay đổi, hất tay hắn ra, căm giận nói, Trương Dương, anh đúng là đồ không có lương tâm, dám ăn nhưng không dám nhận hả? Trương Đại Quan Nhân hận không thể lập tức vạch trần chuyện ma quỷ mà cô ta bịa ra, nhưng làm việc không thể nóng vội. Hắn phải thông qua chuyện này để tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra kẻ chủ mưu sau lưng Thiệu Minh Phi, cởi bỏ nhiều điểm đáng ngờ, cho nên phải tiếp tục phối hợp diễn trò với cô ta, trên mặt cố nặn ra vẻ mặt kích động, thở dài, cô ầm ý cái gì? Tôi đâu có nói là không chịu trách nhiệm. Thiệu Minh Phi nói, anh có phải cảm thấy tôi muốn mượn chuyện này để áp chế anh hay không? Trương Đại Quan Nhân nói, hành vi hiện tại của cô có thể khiến tôi nghĩ như thế nào? Hắc Quả Phụ cười lạnh một tiếng. Cô ta nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương rồi nói, anh đánh giá mình cao quá đó, tôi vẫn chưa tới mức phải dựa vào anh đâu. Trương Đại Quan Nhân nói, chuyện buổi tối ngày hôm đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, tôi có thể vì chuyện này mà làm ra một số bồi thường, nhưng cô cũng không thể coi đây là điều kiện để tôi bán đứng lợi ích của Tân Hải. Hắc Quả Phụ nói, sao lại gọi là bán đứng lợi ích? Cạnh tranh giữa Đỉnh Thiên và Tinh Nguyệt, chỉ cần anh không nhúng tay, Đỉnh Thiên cuối cùng thắng được căn bản không hề có nghi vấn. Trương Đại Quan Nhân nói, lời này của cô tôi sao nghe không hiểu nhỉ? Hắc Quả Phụ nói, trên đời này còn có chuyện mà người thông minh tuyệt đỉnh như anh nghe không hiểu ư? Trương Dương nói, cô đừng khen tôi quả thực không gánh nổi đâu, tôi nếu là người thông minh tuyệt đỉnh thì còn có thể bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay ư? Hắc Quả Phụ xì một tiếng khinh miệt, ôn nhu nói, ai đùa ai vẫn chưa biết đâu, Trương Dương, tôi hiện tại càng lúc càng thích anh rồi đó, tuy rằng con người anh vô trách nhiệm, không có lương tâm, ăn bánh không trả tiền, toàn là tật xấu, nhưng tôi nhìn thế nào cũng vẫn thấy thích, anh nói tôi có phải thực sự sa vào lưới tình rồi hay không? Trương Đại Quan Nhân trong lòng mắng thầm, sa vào cái con mẹ cô, chưa thấy nữ nhân nào ác như cô, xem ra không lừa tôi lao vào hoàng hà chết đuối thì cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Đại Quan Nhân nghiêm mặt nói, ở cùng với nữ nhân thông minh như cô đúng là không có cảm giác an toàn, tôi hiện tại từng thời từng khắc đều lo lắng. Không biết cô lúc nào sẽ quật khởi bán đứng tôi. Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi gắt, tôi sao nỡ. Cô ta lại kéo tay Trương Dương, tôi nghe nói nữ nhân sinh con xong sẽ ngốc hơn, hay là tôi đẻ cho anh nhé. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm cô đẻ được à, ngoài mặt thì lại mặt trao mặt ủ, cô nếu để thì không ai có lợi cả. Hắc Quả Phụ bật cười khanh khách, nhìn cái bộ dạng của anh kìa, tôi nói đùa với anh thôi mà, dù sao, chúng ta ký hiệp nghị quân tử. Anh giúp Đỉnh Thiên giành được cảng Phước Long thì tôi sẽ bỏ đứa bé, về sau không bao giờ tìm anh gây phiền toái nữa, anh chịu không? Trương Đại Quan Nhân nhìn Hắc Quả Phụ, vẻ mặt hoài nghi. Hắc Quả Phụ không nhịn được vỗ vai hắn một cái, anh hình như không tin tôi. Trương Dương nói tới cùng, hắn vẫn bức tôi làm chuyện trái với nguyên tắc. Chương 2344, tình đồng mạch lộ 2.
Hắc quả phụ nói, tôi hy sinh cho anh nhiều như vậy, anh dù sao cũng phải làm một chuyện cho tôi chứ. Trương đại quan nhân gật đầu, tôi giúp cô lần này, có điều nếu các cô xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Hắc quả phụ nói, chỉ cần anh không cố ý làm khó dễ Đỉnh Thiên thì sao lại xảy ra sự cố được. Thiệu Minh Phi không biết Trương Dương nói những lời này là có thâm ý, biến cố tình cảm giữa An Đạt Văn và Lương Bách Ni đã ảnh hưởng đến quyết sách tương lai của Đỉnh Thiên. An Đạt Văn đi vào tùy viên, nhìn thấy Lương Kỳ Hữu đang ở trong sân chờ mình, An Đạt Văn nói cha, Bách Ni đã về chưa? Lương Kỳ Hữu lộ ra vẻ bất an, A Văn, rốt cuộc là làm sao vậy? Sau khi Bách Ni trở về thì nhốt mình trong phòng, ngay cả tôi cũng không quan tâm, hai đứa rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì vậy? Từ những lời này của Lương Kỳ Hữu, An Đạt Văn đã phán đoán Lương Bách Ni vẫn chưa nói ra chuyện của mình và Nhã Mỹ, hắn an tâm một chút. Có lẽ Lương Bách Ni vẫn muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này, hắn từ đáy lòng dấy lên một cỗ hy vọng. An Đạt Văn nói cha, không có gì cả, có thể là con gần đây bận làm ăn nên hơn lạnh nhạt với cô ấy, đều do con không tốt. Lương Kỳ Hữu nói, nữ nhân là phải nịnh, Bách Ni từ nhỏ được nuông chiều thành quen rồi, không chịu nổi ghẻ lạnh và ủy khuất đâu, A Văn à, con nên nhường nó. An Đạt Văn cười cười, cha yên tâm đi, con giờ đi luôn đấy. Tới trước phòng Lương Bách Ni ở, An Đạt Văn gõ cửa phòng, hắn vốn cho rằng sẽ bị đóng cửa, nhưng sau khi Lương Bách Ni nghe thấy hắn gọi cửa thì liền mở cửa phòng. An Đạt Văn đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, hắn giả vờ lo lắng, Bách Ni, anh tìm em suốt cả tối, em rốt cuộc đã đi đâu? Lương Bách Ni lạnh lùng nói, anh lo lắng thật ư? An Đạt Văn nói, em là vợ anh sao không lo lắng cho được? Lương Bách Ni nói, tôi cũng quên mất tôi còn là vợ anh. An Đạt Văn nói, em tối hôm qua đã đi đâu? Lương Bách Ni nói, anh quan tâm làm gì? Anh ở bên ngoài có thể có nữ nhân thì tôi đương nhiên cũng có thể có nam nhân, tôi tới tìm nam nhân thực sự yêu tôi. Nữ nhân sau khi chịu thương tổn, thông thường sẽ muốn chút sự thương tổn mà nam nhân đã gây cho mình nên chính người hắn, cái này gọi là lấy đạo của người trả cho người. An Đạt Văn nhíu mày, hắn minh bạch ý đồ của Lương Bách Ni, nói như vậy tuy rằng khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng không kích động được hắn, Lương Bách Ni cho người điều tra hắn, hắn cũng có thể tìm người điều tra Lương Bách Ni, đối với nhất cử nhất động của cô ta, An Đạt Văn rõ như lòng bàn tay. An Đạt Văn thở dài, Bách Ni, anh biết chuyện tối hôm qua đã kích thích đến em, nhưng anh cũng có nỗi khổ của anh. Khổ ư, Lương Bách Ni trợn tròn, giống như lần đầu quen nam nhân này. An Đạt Văn nói, em biết đó, từ sau khi ông nội của anh qua đời. An gia gặp phải nguy cơ trước giờ chưa từng có. Để giúp An gia bước ra khỏi thung lũng, anh không thể không làm rất nhiều mà mình không tình nguyện. Bao gồm cả anh em với nữ nhân khác. An Đạt Văn, anh khiến tôi ghê tởm anh. An Đạt Văn nói, anh và cô ta chỉ là bạn bè làm ăn, giữa hai người chỉ là gặp dịp thì chơi, em tin anh đi, trong lòng anh chỉ có một mình em. An Đạt Văn muốn tóm lấy tay Lương Bách Ni, nhưng lại bị cô ta gạt ra. Lương Bách Ni nói, An Đạt Văn, anh đừng coi tôi là đứa nhỏ 3 tuổi. Tôi tuy rằng rất ít quản chuyện của anh, nhưng tôi cũng không phải là một nữ nhân tùy tiện đẻ anh lừa bịp. Tôi không tin lời nói của bất kỳ ai cả, nhưng tôi tin vào hai mắt của mình. Chuyện tối hôm qua tôi đã nhìn thấy rõ ràng, nếu như không phải là có người cứu tôi, chỉ sợ tôi hiện tại sống hay chết cũng không biết. An Đạt Văn nói, Bách Ni, anh sao có thể làm thương tổn em, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến em cả. Lương Bách Ni nói, thu hồi những lời hư tình giả ý của anh đi. Anh là loại người nào thì anh so với tôi thì rõ ràng hơn nhiều, chuyện tối hôm qua tôi không nói cho cha tôi biết, nhưng cũng không có nghĩa là tôi và anh dư tình chưa hết, tính tình của tôi chính là như vậy, yêu một người thì có thể hy sinh cả tính mạng cho người ấy, nhưng nếu đã không thích thì anh ở trong mắt tôi còn không bằng cả người qua đường, tôi không có hứng thú đối với sinh ý của anh, đối với cái anh gọi là chịu nhục vì gia tộc thì càng không có hứng thú. Chúng ta nếu đã là vợ chồng, như vậy hay là hảo hợp hảo tán? Không làm được vợ chồng, không làm được bằng hữu, nhưng cũng không đến mức làm cừu nhân. Đơn ly hôn tôi ký rồi, anh đọc qua đi, nếu thấy không có vấn đề gì thì ký tên. An Đạt Văn sững sờ ở đó, hắn hiển nhiên không ngờ Lương Bách Ni sẽ biểu hiện ra vẻ kiên quyết như vậy, hắn lắc đầu, anh sẽ không ký tên. Lương Bách Ni nói, nếu như anh không ký tên thì tôi sẽ đem chuyện xảy ra nói cho cha tôi biết. An Đạt Văn nặn ra bộ dạng áy náy vạn phần, Bách Ni, cho anh một cơ hội đi. Cho anh thêm một cơ hội đi. Anh thề, về sau nhất định sẽ đối đãi tốt với em. Lương Bách Ni nói, An Đạt Văn,
anh căn bản không quan tâm tới tôi. Không, anh rất quan tâm. Cái anh quan tâm là gia đình của tôi, quan tâm tới cha tôi có thể giúp anh, quan tâm tới tiền tài, danh dự và địa vị, là dã tâm vĩnh viễn không thể thỏa mãn, nhưng trong lòng anh căn bản không có bộ phận thuộc về tôi. Khi Lương Bách Ni nói những lời này thì mắt đỏ rực, nhưng cô ta không rơi lệ, nam nhân trước mắt không đáng để cô ta thương tâm. Giọng nói của An Đạt Văn trầm thấp nhưng kiên quyết, kệ em làm thế nào cũng được, nhưng anh sẽ không ký. Khi An Đạt Văn ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lương Kỳ Hữu vẫn đang đứng đó, vào những lúc như thế này An Đạt Văn cũng không muốn nói chuyện với Lương Kỳ Hữu, nhưng trên lễ tiết hắn lại không thể coi như không thấy, chỉ có thể kiên trì đi tới, cung kính nói, cha. Lương Kỳ Hữu ừ một tiếng, không nhìn An Đạt Văn, ánh mắt nhìn cây bạch quả trong vườn, gió thổi qua, lá cây bạch quả giống như con bướm bay lượn trong gió. Lương Kỳ Hữu vươn tay ra bắt một lá cây rơi xuống, nhìn lòng bàn tay mình rồi nói khẽ, mùa thu tới rồi. Mùa đông cũng gần, sau khi nói xong, hắn mới nhìn An Đạt Văn một cái, tôi không thích mùa thu nơi này. An Đạt Văn nói khẽ, mùa thu của Kinh Thành so với Hong Kong thì lạnh hơn rất nhiều. Vừa khô vừa lạnh, trời mù mịt giống như không thể rửa sạch, không nhìn thấy được ánh mặt trời. An Đạt Văn gật đầu phụ họa. Lương Kỳ Hữu nói, Bách Ni có phải rất tùy hứng hay không? An Đạt Văn cười nói, không đến nỗi. Lương Kỳ Hữu nói, hiểu con không ai bằng cha, tính nó thế nào, người làm cha như tôi hiểu rõ nhất. An Đạt Văn nói, Bách Ni đối với con rất tốt. Khi nói những lời này, tim hắn không khỏi đập mạnh, Lương Kỳ Hữu tựa hồ đã ý thức được gì đó, những lời vừa rồi rất có ý vị sâu xa. Chương 2345, tình đồng mạch lộ 3. Lương Kỳ Hữu nói, ông nội cậu là người tôi kính trọng nhất. Ông ấy cũng như là sư phụ tôi, quý nhân của tôi. Nếu như không có ông ấy chỉ điểm và giúp đỡ thì tôi cũng không có thành tựu hôm nay. An Đạt Văn lặng lặng lắng nghe, không hề lập tức nói chen vào. Lương Kỳ Hữu nói, lão gia tử hiểu tôi cũng hiểu An gia. Khi cậu còn nhỏ, lão gia tử từng nói muốn hai nhà kết thân ra, lúc ấy tôi chỉ cho là lời nói đùa, về sau cậu và Bách Ni lớn lên. Cậu có bạn gái, An gia lại gặp biến cố. Tôi vốn cho rằng chuyện này đã thành nhất thời, nhưng không ngờ cuối cùng hai đứa vẫn đi tới với nhau. An Đạt Văn cung kính nói, có thể cưới Bách Ni là phúc của con, cha yên tâm, con nhất định sẽ đối tốt với cô ấy. Lương Kỳ Hữu nói tôi vốn cho rằng có thể yên tâm, nhưng sau khi Bách Ni thực sự được gả đi tôi mới phát hiện, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì sẽ quan tâm tới nó một ngày, thật ra trong thiên hạ cha mẹ nào cũng vậy cả. Hắn ý vị thâm trường nhìn An Đạt Văn rồi nói, ai cũng có những năm trẻ tuổi, khi tôi còn trẻ, cũng từng coi sự nghiệp quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì, nhưng về sau tôi lại phát hiện, gia đình so với sự nghiệp thì quan trọng hơn rất nhiều. Hắn vỗ vỗ vai An Đạt Văn rồi nói, A Văn, về sau cậu sẽ minh bạch. An Đạt Văn đi rồi, Lương Kỳ Hữu tới trước phòng con gái rồi gõ cửa. Cửa không khóa. Lương Kỳ Hữu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con gái đang sắp xếp hành lý. Hắn ngồi xuống ghế trên ở bên cạnh, chuẩn bị đi đâu thế? Về Hong Kong. Lương Kỳ Hữu gật đầu, vì sao muốn về? Động tác của Lương Bách Ni tạm dừng một chút rồi cắn cắn môi, cuối cùng hạ quyết định, chúng con chuẩn bị ly dị. Người trẻ tuổi cãi nhau cũng là chuyện khó tránh khỏi. Lương Bách Ni nói, cha, con không phải là trẻ con biết mình đang làm gì, con và An Đạt Văn cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ còn thiếu là hắn ký tên trên đơn ly dị thôi. Vì sao? Lương Kỳ Hữu khó hiểu nói. Buổi chiều là thời gian Lương Kỳ Hữu và tổng tài tập đoàn Nguyên Hòa Hạnh Tử hẹn gặp mặt, vẫn là tùy viên, thời tiết càng âm trầm hơn, một hồi mưa xuân như sắp ập tới, Lương Kỳ Hữu vừa mới tiễn bước con gái tâm tình cực kỳ kém, trên thương trường thường xuyên phải làm vẻ miễn cưỡng cười vui, cho dù tâm tình của hắn uể oải cỡ nào. Sau khi hai bên ngồi xuống, Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, địa phương rất lịch sự tao nhã. Lương Kỳ Hữu nói, nơi này là nghiệp của thông gia của tôi thích vẻ lịch sự tao nhã và thanh u của nơi này, khi đến Kinh Thành thì tạm thời ở nhờ. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, xem ra ánh mắt đầu tư của An gia cũng khá độc đáo. Lương Kỳ Hữu cầm trà lên uống một ngụm, Quý Phương và phía Tân Hải về chuyện của Cảng Phước Long có định luận chưa? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, chuyện này Lương Tiên Sinh không cần quan tâm. Lương Kỳ Hữu nói, làm nhà đầu tư mà phát sinh ma sát với chính phủ địa phương thì không phải là chuyện tốt. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hòa khí phát tài, những thương nhân như chúng ta rất ít khi chủ động làm địch với người ta. Lương Kỳ Hữu cười nói, là Trương Dương nhằm vào các cô.
Nghe thấy tên của Trương Dương, Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng bật cười. Lương Kỳ Hữu nói, đề nghị của tôi phu nhân cân nhắc thế nào rồi? Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu. Lương Kỳ Hữu nói, vẫn chưa hài lòng ư? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói khẽ, tôi bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lương Kỳ Hữu nhíu mày, lời nói của phu nhân tôi có chút không hiểu. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói tôi không chuẩn bị chuyển nhượng vật nghiệp dưới cờ nữa. Lương Kỳ Hữu mở to hai mắt, hiển nhiên không ngờ Nguyên Hòa Hạnh Tử lại đột nhiên thay đổi chủ ý, có điều hắn cũng chỉ ngây ra một thoáng, rồi bật cười. Sau khi dứt tiếng cười, mới nói, thật ra trong chuyện này tôi cũng do dự lắm, phu nhân nói như vậy ngược lại khiến tôi không hề hoang mang. Nguyên Hòa Hạnh Tử chớp chớp hai mắt. Lương Kỳ Hữu nói, tôi làm sinh ý của tôi, tội gì phải dính vào loại phiền toái này. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, xem ra Lương tiên sinh sở dĩ có ý với Cảng Phước Long tất cả là vì duyên cớ của An Đạt Văn. Lương Kỳ Hữu nói, trong buôn bán nói chuyện buôn bán, trên sinh ý tôi sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai. Đối với An Đạt Văn mà nói, ngày này tràn ngập đủ việc không vừa ý, sau khi rời khỏi Tùy Viên, hắn trực tiếp tới Bá Đốn Hào Tước. Trong phòng khách biệt thự số 66 bảy mấy hòm hành lý, Sơn Dã Nhã Mỹ chỉ huy hai thủ hạ chuyển hành lý ra xe bên ngoài. Nhìn thấy An Đạt Văn trở về, cô ta cười cười, chỉ vào cầu thang. Người tới lên thư phòng ở tầng 2, An Đạt Văn nói, em giờ muốn đi à? Sơn Dã Nhã Mỹ nói, em không đi thì chỉ sợ vợ anh sẽ dẫn người giết tới cửa. Cô ta vươn hai tay ra ôm cổ An Đạt Văn, em có chuyện quan trọng phải về Nhật Bản. An Đạt Văn nói, cô ta về rồi. Sơn Dã Nhã Mỹ không hề cảm thấy bất ngờ, buông An Đạt Văn ra rồi ngồi xuống sofa, cầm thuốc lá trên bàn trà. Rút ra một điếu để châm, khói thuốc khiến khuôn mặt của cô ta trở nên mơ hồ, lộ ra vẻ thần bí khó lường. An Đạt Văn ngồi xuống đối diện cô ta, ngẩng đầu lên tựa vào sofa, cô ta muốn ly hôn với anh. Sơn Dã Nhã Mỹ không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn An Đạt Văn. Anh không đồng ý, cô ta trở về Hong Kong, chuẩn bị thông qua luật sư kết thúc cuộc hôn nhân của hai người. Sơn Dã Nhã Mỹ nói, em rất tiếc, ngữ khí của cô ta lại không hề có vẻ áy náy. Giống như hôn nhân của An Đạt Văn va phải đá ngầm không có bất kỳ liên quan gì tới cô ta. Ngón tay An Đạt Văn chậm rãi gõ lên sofa, chuyện chỉ sợ có biến. Sơn Dã Nhã Mỹ không hề đáp lại hắn. An Đạt Văn nói, nếu như hôn nhân của anh và cô ta không còn tồn tại thì Lương Kỳ Hữu cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ anh. Sơn Dã Nhã Mỹ nhẹ giọng thở dài, em chỉ cảm thấy tò mò, tối hôm qua rốt cuộc là ai đã cứu bọn họ đi. An Đạt Văn lúc ấy bị một quyền đánh ngất. Cho nên hắn không hề nhìn thấy cụ thể đã xảy ra gì, tình huống tối hôm qua vẫn là nghe Sơn Dã Nhã Mỹ nói lại. Sơn Dã Nhã Mỹ nói, người đó lợi dụng thiết bị phản xung di rời sự, của em, hơn nữa hắn trên người chắc mặc áo chống đạn, cứu bọn họ đi ít nhất có 3 người. Trong mắt Sơn Dã Nhã Mỹ một người không thể đồng thời cứu đi 2 người. An Đạt Văn nói, là sơ sót của anh. Sơn Dã Nhã Mỹ, nói âm sai người kiểm tra sân rồi, ở trong đó tìm được một thanh mã tấu. Cô ta lấy ra một thanh mã tấu rồi đặt ở trên bàn trà. An Đạt Văn cầm lên, nhìn thấy trên thân đao in một dấu hiệu 5 sao, bên trên còn có một hàng chữ nhỏ. An Đạt Văn nhíu mày, tiếng Hàn. Sơn Dã Nhã Mỹ nói, thanh mã tấu này không bình thường, là trang bị của bộ đội đặc chủng Bắc Triều Tiên, trên mỗi một cây đao đều có đánh số và khắc chữ, căn cứ vào số đó có thể tra được chủ nhân của mã tấu, có chút giống như ký hiệu của quân nhân vậy. An Đạt Văn bối rối nói. Nhưng anh và phía Bắc Triều Tiên trước giờ cũng không có bất kỳ xung đột gì. Sơn Dã Nhã Mỹ nói, chuyện này vô cùng kỳ quái, anh biết được gì về Lương gia? Lương Kỳ Hữu và phía Bắc Triều Tiên có qua lại nghiệp vụ gì hay không? An Đạt Văn lắc đầu, tuyệt đối không. Sơn Dã Nhã Mỹ nói, em vừa nhận được tin tức, căn cứ vào số trên mã tấu, em tra được chủ nhân của nó rồi. Là ai? Lý Xương Phổ, con trai út của tướng quân Bắc Triều Tiên Lý Ngân Nhật. An Đạt Văn cũng từng nghe nói tới đại danh của Lý Ngân Nhật, nhưng đối với Lý Xương Phổ thì lại không có bất kỳ ấn tượng gì cả, hắn vì sao muốn tham gia vào chuyện của chúng ta? Sơn Dã Nhã Mỹ nói, Lý Xương Phổ đã chết rồi. An Đạt Văn lại ngẩn ra. Sơn Dã Nhã Mỹ nói, thanh mã tấu chỉ có thể ở vào trong tay thân nhân của hắn, người tối hôm qua xuất hiện ở đây rất có thể là Lý Xương Kiệt, cũng chính là đại ca của Lý Xương Phổ. An Đạt Văn nói, hắn đang ở Kinh Thành ư. Sơn Dã Nhã Mỹ gật đầu, đang ở Kinh Thành. Sau khi được Trương Dương trị liệu, thân thể của Lý Ngân Nhật đã khôi phục,
buổi chiều ngày hôm sau đã có thể xuống giường hành tẩu tự nhiên, nhìn thấy cha bỗng nhiên khôi phục thần thái ngày xưa, Lý Xương Kiệt không khỏi cảm thấy vui sướng, đồng thời cũng dấy lên một tia hy vọng xa vời, hy vọng Trương Dương có năng lực khiến cha triệt để khôi phục sức khỏe. Lý Ngân Nhật đối với tình thế của mình thì có nhận thức rất rõ, ông ta biết Trương Dương sẽ không lừa gạt mình, lần này ông ta rất khó tránh được kiếp chết, ông ta mặc xong quân trang, tỏ vẻ hài lòng với trạng thái trước mắt của mình, từ trong gương nhìn được Trương Dương đứng phía sau Trương Dương, trị liệu của tôi phải kéo dài bao lâu. Trương Dương nói, tối nay tôi sẽ lại dùng nội lực phối hợp với hành châm để khơi thông một số kinh mạch cho ông, sau đó ông dựa theo phương thuốc tôi kê mà uống là được. Lý Ngân Nhật nói, ngày mai tôi sẽ trở về Bình Nhưỡng. Thời gian đối với hắn mà nói là cực kỳ quý giá. Lý Xương Kiệt nói, cha, con giờ sai người chuẩn bị. Chương 2346, tình đồng mạch lộ 4. Lý Ngân Nhật gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, hôm nay tôi muốn tới nghĩa địa công cộng núi Xuân Thu. Nghĩa địa công cộng núi Xuân Thu chôn mấy vị lão bằng hữu của Lý Ngân Nhật, năm đó bọn họ vượt qua Lục Giang kể vai chiến đấu với Lý Ngân Nhật. Cũng kết hạ tình bạn thâm hậu ở trong chiến đấu. Lý Ngân Nhật mỗi lần đến Trung Quốc nhất định phải tới nghĩa địa công cộng núi Xuân Thu tế bọn họ, lần này bởi vì bệnh nặng, Thủy Chung chưa thể đi được. Thân thể vừa mới có chuyển biến tốt, Lý Ngân Nhật đã nghĩ ngay tới chuyện này. Lần này rời khỏi Trung Quốc, ông ta chắc không còn cơ hội quay lại, trước khi đi đương nhiên muốn bái biệt liệt vị lão hữu. Trương Dương và Lý Xương Kiệt cùng Lý Ngân Nhật tới núi Xuân Thu tuy rằng không cao. Nhưng Lý Xương Kiệt lo lắng cho thân thể của cha, chủ động yêu cầu cõng ông ta. Lý Ngân Nhật lắc đầu, không cần, cha còn đi được, để cha tự đi. Lý Ngân Nhật đi bộ, Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Lý Xương Kiệt. Hai người đi theo ở phía sau. Lý Xương Kiệt nói khẽ, huynh đệ, cha tôi còn có hy vọng hay không? Hắn rất muốn nghe một tiếng khẳng định của Trương Dương. Trương Dương thấp giọng thở dài, trên đời có rất nhiều chuyện là không thể hồi thiên, hắn không phải không muốn giúp. Mà là không thể giúp được, tình trạng trước mắt đã là kết quả mà hắn hết sức cố gắng rồi. Lý Xương Kiệt nhìn thấy hắn tỏ vẻ như vậy thì cũng biết lần này thực sự không thể vãn hồi rồi. Thầm thở dài, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Độ cao 100 thước so với mặt biển đã khiến Lý Ngân Nhật mệt tới đầu đầy mồ hôi, đứng trước bia mộ của chiến hữu. Lý Ngân Nhật chậm rãi lắc đầu, lấy ra khăn mặt, rất cẩn thận lau sạch bụi bặm trên bia mộ, ông ta nói khẽ các huynh đệ. Tôi lần này đi rồi. Chỉ sợ sẽ không đến gặp mọi người nữa. Đời người thật ngắn ngủi. Ông ta nhắm mắt lại, giống như về tới trên chiến trường lửa đạn bay tán loạn. Lý Xương Kiệt nhìn bóng dáng của cha, nói khẽ, mỗi người chúng ta đều sẽ có một ngày như vậy. Trương Dương mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười của hắn lại bỗng nhiên cứng lại, thân thể dùng tốc độ kinh người bay lên. Lý Xương Kiệt còn chưa kịp có phản ứng thì liền nhìn thấy Trương Dương lao về phía rừng cây phía trước bên phải. Giọng nói của cho từ xa xa truyền đến, bảo hộ Lý tướng quân. Trong bụi cỏ một người vội vàng đứng lên, xoay người bỏ chạy vào sâu trong rừng cây. Hắn mặc quần áo ẩn ma phu, vừa rồi nằm sấp trong bụi cỏ, ẩn nấp rất khá, ít nhất chính hắn cũng cho là như vậy, cho rằng sẽ không dễ dàng bại lộ ảnh tung, nhưng không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện. Tốc độ của Trương Dương cực nhanh, trong giây lát đã cách người nọ không đến 2 trượng. Người nọ không thèm nhìn ra phía sau. Thuận tay tung một viên đạn khói, bùm một tiếng, đạn khói vỡ vụn, khói màu trắng tràn ngập trong rừng cây, thế đi của Trương Dương không hề chậm lại, một trường không bổ ra, trường phong mạnh mẽ gạt phăng khói, tỏa sang hai bên. Đạo thân ảnh phía trước lóe lên, đột nhiên biến mất trong cây cối phía trước. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Hắn nhấc chân gầy một hòn đá nhỏ lên, sau đó đá quét, hòn đá giống như đạn pháo rời nòng bắn ra, nhắm vào một gốc cây đại thụ phía trước. Thân cây màu nâu đậm bỗng nhiên có động tĩnh, võ sĩ ẩn thân trên thân cây nhanh chóng trườn đi, nhưng hắn vừa di động thì hòn đá đã bắn trúng ẩn thân hắn vừa mới ẩn thân. Rầm một tiếng, hòn đá không ngờ xỏ xuyên qua thân cây. Thân thủ của võ sĩ đó cực kỳ linh hoạt, xoay người lên trên cành cây, thân thể phập phồng theo nhánh cây, lợi dụng sự đàn hồn của nhánh cây, nhảy lên trên đại thụ đối diện. Trương Dương khởi động rất nhanh, bước nhỏ đi tới đại thụ mà võ sĩ đó ẩn thân. Mũi chân điểm nhẹ xuống đất rồi bay vút lên. Võ sĩ lật tay rút ra đao Nhật Bản, giống lên một tiếng, dùng thế cá nhảy chém xuống phía dưới. Ngón tay của Trương Đại Quan Nhân búng khẽ, đạo kim quang như tia chớp bắn nhanh ra, kim châm nho nhỏ bắn trúng mắt phải của võ sĩ đó. Võ sĩ hét thảm một tiếng, đao Nhật Bản trong tay mất chính xác, chém sang một bên, Trương Dương tóm lấy tay phải hắn ghét nhất là kẻ đánh lén,
xuống tay không chút lưu tình, chỉ nghe rắc một tiếng, không ngờ bẻ gãy cánh tay của võ sĩ đó. Bởi vì đã có kinh nghiệm trước đó, Trương Dương lo lắng võ sĩ sẽ tự sát, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn, ném hắn xuống đất. Lúc này Lý Xương Kiệt cũng chạy tới, xông lên hung hăng đá một cước vào bụng tên võ sĩ đó. Trương Dương vẫn chưa chế trụ á huyệt của hắn, ý chí cũng có chút cứng cỏi, tuy rằng bị đá cực đau nhưng vẫn kiên trì không rên một tiếng. Trên mắt phải của hắn cắm một cây kim châm, máu tươi đã nhiễm đỏ cả khoảng mặt bên phải, thoạt nhìn rất đáng sợ. Lý Xương Kiệt móc súng lục ra, một cước đạp lên mặt võ sĩ, họng súng dí vào trán hắn rồi giận dữ hét, nói, ai phái mày tới đây? Trương Dương nhặt Nhật Bản trên đất lên, chém một phát vào lưng hắn, một đao này của hắn vận dụng cực kỳ xảo diệu, tuy rằng chém rách quần áo của võ sĩ nhưng lại không làm ra thịt hắn bị thương, phía sau lưng võ sĩ có xăm hình một con thanh long đang dương nanh múa vuốt. Lý Xương Kiệt nhíu mày, nói khẽ, người Nhật Bản à? Trương Dương nói, ninja Nhật Bản. Phía bộ ngoại giao cũng không ngờ chuyện có biến hóa như vậy, ninja Nhật Bản ngang nhiên ở kinh thành ám sát tướng quân Bắc Triều Tiên Lý Ngân Nhật. Chuyện này hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn, so với tranh cãi trên kinh tế thì loại ám sát chính trị này nghiêm trọng hơn nhiều. Trương Đại Quan Nhân đề nghị giao võ sĩ Nhật Bản này cho Bộ Ngoại giao, phía quốc an hắn cũng ngay lập tức thông chi. Tướng quân Bắc Triều Tiên Lý Ngân Nhật là lão bằng hữu của người Trung Quốc, ông ta ra mặt đề xuất kháng nghị với Bộ Ngoại giao, sức ảnh hưởng của chuyện này hiển nhiên lớn hơn so với mấy ngoại thương trước đó kháng nghị chính phủ địa phương không đối đãi công bình với họ. Nhiệm vụ xử lý chuyện này cũng được giao cho Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn. Lý Ngân Nhật trước khi về nước, bảo con trai Lý Xương Kiệt ở lại giải quyết chuyện này. Trần Toàn khẩn cấp triệu kiến quan viên của Đại sứ quán Nhật Bản, Phó Đại sứ Võ Trực Chính Giã vừa mới trở lại kinh thành phụng mệnh tới Bộ Ngoại giao. Mặt hắn rất khó coi, trước khi tới đây đã biết nguyên do từ đầu đến cuối. Trần Toàn luôn luôn hòa ái cũng không hòa nhã gì với hắn. Trước đó sứ quán phía Nhật Liên Hợp một đám người không ngừng kháng nghị tới Bộ Ngoại giao, khiến cho Bộ Ngoại giao có chút bị động, Trần Toàn ở trước mặt những cán bộ địa phương như Trương Dương thì như đâm phải đinh, lửa trong lòng vẫn rất vượng, hơn nữa không tìm được chỗ phát tiết. Hôm nay xem như để hắn tìm được cơ hội rồi. Hắn kể lại giản lược sự việc, sau đó chất vấn Võ Trực Chính Giã, Võ Trực tiên sinh, anh giải thích chuyện này thế nào? Võ Trực Chính Giã trước tiên chối vội, hắn vái Trần Toàn một cái rồi nói. Bộ trưởng Trần, tôi cam đoan với ngài, những người này tất cả là hành vi cá nhân, không liên can tới chính phủ Nhật Bản. Trần Toàn và người Nhật Bản đã giao tiếp không ít, câu trả lời của Võ Trực Chính Giã hắn cũng không bất ngờ, cho dù đám người đó là đặc công Nhật Bản thì Võ Trực Chính Giã cũng sẽ không thừa nhận, có một số việc đánh chết cũng không thể nói được, có điều Trần Toàn sẽ không bỏ qua cơ hội để chiếm chủ động. Hắn thở dài, Võ Trực tiên sinh, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên đều là quốc gia hữu hảo của chúng tôi. Nhưng lần này các anh đã làm tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích và danh tiếng của nước tôi, trên đất của quốc gia chúng tôi. Tuyệt không cho phép sự kiện ám sát. Võ Trực Chính Giã nói, Bộ trưởng Trần, tôi thấy chuyện này nhất định có nội tình, tôi muốn gặp người đó. Người mà hắn nói là kẻ ám sát Lý Ngân Nhật. Trần Toàn nói, tạm thời không thể, sát thủ đã bị chúng tôi khống chế, trước mắt đang thẩm vấn, hy vọng có thể có được đáp án mong muốn. Võ Trực Chính Giã thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu như tên sát thủ đó nói ra điều gì thì khẳng định sẽ làm phía Nhật bị động hơn. Hắn thấp giọng khẩn cầu, Bộ trưởng Trần, tôi có yêu cầu quá đáng, khi thẩm vấn người Nhật Bản này tôi có thể cũng có mặt được không? Trần Toàn nói, không thành vấn đề. Hắn nói xong thì tựa hồ nhớ tới gì đó, Nhật Bản các anh có phải có tổ chức xã hội đen tên là Giao Long Hội hay không? Võ Trực Chính Giã nói, tôi đối với chuyện của phương diện xã đoàn thì không biết gì cả. Ý tứ của Bộ trưởng Trần là người có ý đồ ám sát Lý Ngân Nhật bị nghi ngờ là thành viên của Giao Long Hội. Trần Toàn nói, trước mắt tôi vẫn chưa nắm giữ được nhiều tin tức, tên sát thủ bị bắt tên là Điền Trung Quang Nhất, trước mắt bộ môn tương quan đang thẩm vấn, tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả. Võ Trực Chính Giã nói, chính phủ nước tôi đối với xã đoàn xã hội đen vẫn luôn áp dụng chính sách quản lý nghiêm khắc, không thể bỏ mặc cho họ làm ra loại chuyện ảnh hưởng tới an toàn quốc gia. Chương 2347, phiên dịch nghiệp sư 1. Trần Toàn nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì thì tôi cũng không rõ lắm, Võ Trực tiên sinh, chúng ta cũng là lão bằng hữu, tính tình của người Bắc Triều Tiên anh cũng biết đó, chuyện mẫn cảm như vậy, bị nhằm vào lại là nhân vật trọng yếu trong quân đội của bọn họ, nếu như không thể kịp thời lấy ra phương án giải quyết một hợp lý, tôi thấy chuyện này chỉ sợ sẽ vô cùng phiền toái. Những lời này của Trần Toàn trong mềm có cứng, trong đó tràn ngập thành phần uy hiếp.
Võ Trực Chính Giã nghe mặc dù có chút không thoải mái, nhưng dưới tình huống trước mắt hắn cũng không tiện phản bác, lời Trần Toàn nói quả thực đều là sự thật. Trần Toàn lại nói, trước đó vụ mưu sát nhằm vào bạn bè Đài Loan xảy ra ở Xuân Dương Giang Thành vẫn chưa bình ổn, giờ lại xảy ra chuyện mưu sát tướng quân Bắc Triều Tiên, Võ Trực tiên sinh, tôi tin chính phủ Quý Phương không biết gì về những chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là Quý Phương đối với chuyện đã phát sinh không phải gánh vác trách nhiệm. Hành vi của những hung thủ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn xã hội, đối với quan hệ với những nước láng giềng cũng tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Võ Trực Chính Giã nói, Bộ trưởng Trần, tôi đã báo cáo với Thủ tướng rồi, tổ điều tra của bên tôi ngày mai cũng sẽ tới Kinh Thành, phối hợp với Quý Quốc triệt để điều tra rõ chuyện này. Trần Toàn đang định nói gì đó thì lúc này thư ký của hắn gọi điện thoại tới, là Lý Xương Kiệt của phía Bắc Triều Tiên đến. Võ Trực Chính Giã nghe nói Lý Xương Kiệt đến thì mỉm cười nói, vừa hay trực tiếp tìm hiểu một chút tình hình cụ thể. Bất kể là Võ Trực Chính Giã hay là Trần Toàn đều không đoán được Trương Dương sẽ cùng đi tới, có điều bọn họ ngay lập tức hiểu rõ, Trương Dương hôm nay là làm nền, Lý Xương Kiệt mới là chánh chủ. Lý Xương Kiệt vẫn biểu hiện ra vẻ khá tôn kính đối với Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn, nhưng khi hắn quay sang Võ Trực Chính Giã thì lập tức mặt trầm xuống, hắn dùng tiếng bổn quốc bô bô nói với Võ Trực Chính Giã một hồi. Võ Trực Chính Giã tuy rằng cũng biết tiếng của nhiều nước, nhưng lại không bao gồm tiếng Hàn, đã thế hôm nay Lý Xương Kiệt lại không mang theo phiên dịch, khiến Võ Trực Chính Giã không hiểu ra sao. Trần Toàn cũng không hiểu tiếng Hàn, hắn cũng nghe rất mơ hồ, từ vẻ mặt có thể nhìn ra Lý Xương Kiệt rất tức giận, Trần Toàn đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi phiên dịch tới thì Trương Đại Quan Nhân đứng ra. Nếu như hắn không lên tiếng thì mấy người thực sự đã bỏ qua sự tồn tại của hắn. Trương Dương nói, Phó Bộ trưởng Trần. Võ Trực tiên sinh, tôi giúp Lý Thượng tá phiên dịch một chút. Võ Trực Chính Giã còn chưa nói gì, nhưng trong mắt của Trần Toàn thiếu chút nữa thì lòi cả ra ngoài, thằng ôn này học làm phiên dịch lúc nào. Không ngờ thông hiểu cả tiếng Hàn. Trương Dương nói, Võ Trực tiên sinh, tôi đối với ám sát nhằm vào cha tôi ngày hôm qua của phía Nhật rất oán giận, tôi đại biểu quốc gia và cha tôi đề xuất 3 yêu cầu với phía Nhật. Trương Đại Quan Nhân tạm dừng một chút, Lý Xương Kiệt lại líu lo một hồi, hai người này phối hợp rất tốt. Lý Xương Kiệt cũng không phải không biết nói tiếng Trung Quốc, bọn họ muốn làm khó dễ Võ Trực Chính Giã một chút, cho hắn khó xử. Trương Đại Quan Nhân tiếp tục phiên dịch, thứ nhất, hạn cho phía Nhật Bản các anh trong vòng một tuần phải tra ra hung phạm. Xử lý nghiêm hung thủ và kẻ chủ mưu. Thứ hai, muốn Thủ tướng Nhật Bản các anh công khai xin lỗi nước tôi. Thứ ba, cam đoan từ nay về sau sẽ không phát sinh hành vi gây tổn hại tới nước tôi nữa. Võ Trực Chính Giã nghe mà nhíu mày. Trần Toàn nhìn ra, Lý Xương Kiệt là tới khởi binh hỏi tội. Trương Dương là tới gây thêm phiền, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trần Toàn nói, hai vị trước tiên ngồi xuống đã, nếu chuyện đã phát sinh, tình tự kích động cũng không giải quyết được gì. Ba phía chúng ta bàn bạc một chút, tranh thủ tìm được một biện pháp giải quyết hợp lý. Võ Trực Chính Giã gật đầu theo, Bộ trưởng Trần nói rất đúng, loại chuyện này không ai muốn phát sinh cả, cãi nhau và xung đột đối với tình trạng trước mắt thì cũng không giúp ích gì. Chúng ta hay là trước tiên bình tĩnh nói chuyện đã. Lý Xương Kiệt lạnh lùng nhìn Võ Trực Chính Giã, không cần thiết phải đàm phán với người Nhật Bản các anh, ba điều kiện anh đều nghe rõ rồi chứ, nếu như không đáp ứng điều kiện của tôi, chờ các anh sẽ là một hồi đả kích có tính hủy diệt. Những lời này hắn dùng tiếng Trung để nói, cho nên mọi người nghe hiểu. Trương Đại Quan Nhân cũng bị lời nói của hắn khiến cho giật mình. Lý Xương Kiệt thật đúng là cái gì cũng dám nói. Võ Trực Chính Giã không hề có phản ứng gay gắt với những lời to gan lớn mật này của Lý Xương Kiệt, hắn không cho rằng Lý Xương Kiệt có năng lực này. Từ tình huống cho thấy, Lý Xương Kiệt là cự tuyệt đối thoại với hắn, trên thực tế Lý Xương Kiệt cũng làm như vậy, sau khi đề xuất xong yêu cầu thì hắn đi trước. Quan phiên dịch Trương Dương thì lại không vội đi. Võ Trực Chính Giã hiện tại cứ nhìn thấy thằng cha này là liền đau đầu lấy cớ có việc vội vàng tránh đi. Trần Toàn cũng không thích Trương Dương. Nhưng người ta không chủ động đi, hắn cũng không tiện lên tiếng đuổi người, nói khẽ anh và Lý Xương Kiệt hình như rất thân. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói, tôi và hắn là anh em kết nghĩa. Trần Toàn thầm than trong lòng, nhìn Trương Dương người ta kìa, kết giao với đủ loại bằng hữu, con trai mình mặc dù có chút tài văn chương, nhưng trên kết giao bằng hữu lại không thể bằng được Trương Dương. Trần Toàn nói, Lý Xương Kiệt này cũng thật là, lễ nghi ngoại giao tối thiểu cũng không hiểu. Trương Dương anh không phải là anh em kết nghĩa của hắn ư. Tôi nói hắn cũng chính là tát với mặt anh. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên minh bạch lời này Trần Toàn nói những lời này, nhếch môi cười cười,
nụ cười của hắn khiến Trần Toàn cảm thấy rất không thoải mái. Trương Dương nói, tôi cũng không hiểu lễ nghi ngoại giao, tôi chỉ là biết tiểu Nhật Bản rõ ràng chính là tiểu thâu, nhưng anh lại không bắt hắn hiện hình được. Trần Toàn nghe thấy hắn mở miệng ra là nói tục, lại không nhịn được nhíu mày, nhắc nhở Trương Dương, chú ý ngôn hành của anh, nào có giống cán bộ quốc gia. Trương Dương nói, người cũng phân 3-7 loại, cán bộ quốc gia cũng thế, rất không mau, tôi vừa hay thuộc loại tố chất kém cỏi đó, có điều cũng may, con người tôi tuyệt đối không phải hạng giả dối. Trần Toàn nghe ra sự cạnh khóe trong những lời này của Trương Dương, thằng ôn này hiển nhiên không sợ mình, Trần Toàn nói, Trương Dương, ba điều kiện của Lý Xương Kiệt là chủ ý của chính hắn hay là anh giúp hắn nghĩ ra? Trương Dương nói, Phó Bộ trưởng Trần, hiện tại là mâu thuẫn giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản, tôi chỉ là tới đây phiên dịch, không có quan hệ gì với tôi. Anh xem ra là thực sự không hiểu tôi rồi, con người của tôi trước giờ đều là nhiệt tình yêu thương, hơn nữa Thủy Chung không ngừng nỗ lực vì nghiệp lớn hòa bình của thế giới. Loại người như tôi sao có thể khơi mào mâu thuẫn đối địch giữ nước khác? Chương 2348, phiên dịch nghiệp dư 2. Trần Toàn nói, chuyện tôi chỉ hiểu được một chút, nhưng không phải toàn bộ, Trương Dương, tôi nghe nói anh ngày đó tham gia cả quá trình, rốt cuộc là thế nào? Trương Dương nói, điều nên nói tôi đã nói rồi, Lý Xương Kiệt trên báo cáo cũng đã nói rành mạch, tôi thừa nhận, tên võ sĩ Nhật Bản kia là bị tôi bắt. Lúc ấy nếu như tôi không ở có mặt thì chỉ sợ hắn đã đạt được ý đồ rồi, anh nghĩ lại đi, đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu như Lý Ngân Nhật tướng quân bị giết ở quốc gia chúng ta, thế tất sẽ ảnh hưởng tới tình cảm cách mạng lâu dài của hai nước. Trần Toàn nghe thấy hắn hót như khiếu thì liền bắt đầu đau đầu, ho khan một tiếng nói, Trương Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là chờ thẩm tra xử lý rõ ràng đã. Trương Dương nói, ngài hiện tại cứ tin lời nói của tôi đi, lúc trước ở núi Thanh Đài. 8 gã tiểu Nhật Bản liên thủ ám sát gia đình Khưu Chỉ Đống. Trần Toàn nói, phía Nhật Thủy Chung khăng khăng 8 người đó là du khách. Trương Dương cười lạnh nói, du khách cái cục cứt, ai gặp du khách được võ trang hạng nặng chưa? Một đám người võ nghệ cao cường chạy đến địa bàn chúng ta giết người phóng hỏa, tôi nhổ vào. Còn tưởng là vào những năm 30 à, ở trên địa bàn Trung Quốc chúng ta tùy ý làm bậy ư. Trần Toàn bị những lời thô tục của hắn khiến cho mặt nóng lên. Tuy rằng biết rõ không phải mắng mình, nhưng vẫn rất khó nghe. Trần Toàn nói, tôi có thể lý giải tâm tình của anh, tôi cũng rất oán giận những hành vi này của phía Nhật, nhưng chúng ta phải đưa ra đủ chứng cớ để bọn họ cúi đầu nhận sai, phải lấy lý phục người. Trương Dương lắc đầu, Phó Bộ trưởng Trần, tôi cảm thấy giảng đạo lý cũng phải phân đối tượng, giảng đạo lý với người Nhật Bản không khác gì đàn gảy tai trâu. Trần Toàn nói, chúng ta trước tiên không nói chuyện này nữa, tôi hỏi anh. Sự kiện ngoại thương khiếu nại bị đãi ngộ không công bình ở Tân Hải giải quyết tới đâu rồi? Trương Dương cười nói, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi mà, ngài không ngờ vẫn nhớ à? Giọng nói của Trần Toàn không khỏi to lên, việc nhỏ ư. Từ những lời này đã biết tư tưởng của anh không đúng rồi, chuyện tuy rằng không lớn, nhưng nếu như xử lý không thỏa đáng thì có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng quốc tế, ảnh hưởng tới hình tượng quốc tế của nước ta. Trương Dương nói, Phó Bộ trưởng Trần. Ngài nói như vậy, tôi thực sự có chút hồ đồ, chúng ta là hình tượng quốc tế kiểu gì? Không đợi Trần Toàn trả lời hắn đã nói ngay, tôi cảm thấy quan hệ giữa nước và giữa người và người chẳng khác gì nhau cả, anh khiêm tốn nhún nhường thì cũng phải phân biệt đối tượng. Đối với người giảng đạo lý, anh nhường 3 phần thì gió êm sóng lặng, nhưng đối với người dã man, anh nhường 3 phần thì hắn lấn 3 thước. Xử lý quan hệ với tiểu Nhật Bản, lấy ơn báo oán là không thích hợp, phải ăn miếng trả miếng. Phải để bọn họ sợ chúng ta, cái này kêu là lập uy. Trần Toàn thật sự có chút dở khóc dở cười, thằng ôn này không ngờ dậy mình, Trần Toàn nói, quan hệ ngoại giao không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trương Dương nói, Phó Bộ trưởng Trần, ngài làm quan lớn như vậy, chuyện mà ngài phải lo rất nhiều, cái chỗ bé xíu như Tân Hải không nhọc ngài lo lắng, ngài đừng nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng, mấy người Nhật Bản không dấy lên được bọt sóng đâu. Lương Kỳ Hữu sau khi biết con gái quyết định ly hôn với An Đạt Văn thì chuyện thứ nhất hắn làm chính là vứt bỏ phương án đầu tư vào cảng Phước Long, cái này đại biểu cho hắn đồng thời từ bỏ tiếp nhận việc đầu tư trong nước của tập đoàn Nguyên Hòa. An Đạt Văn khi biết tin tức này thì Lương Kỳ Hữu đã trở về Hong Kong, ở tùy viên hắn gặp được cha vừa mới đến kinh thành. An Đức Huyên gần đây bị nhiễm phong hàn, thủy chung đều ho húng hắng, khi con trai đến, hắn vừa mới uống thuốc xong, vỗ vỗ sofa bên cạnh rồi nói, A Văn. Ngồi xuống. An Đạt Văn ngồi xuống bên cạnh cha, mơ hồ cảm thấy cha lần này đột nhiên tới là có liên quan tới hôn nhân của mình.
An Đức Huyên nói, con và Bách Ni rốt cuộc là làm sao? An Đạt Văn nói, không có gì, chỉ là... An Đức Huyên nói, có phải ở bên ngoài chơi đùa bị cô ta phát hiện hay không? An Đạt Văn không nói gì, điều này trên ý nghĩa nào đó có nghĩa là gật đầu. An Đức Huyên cười nói, nam nhân phong lưu ở bên ngoài là chuyện hết sức bình thường, người không phong lưu uổng thiếu niên, khi cha trẻ tuổi cũng vậy thôi, lão Lương quá coi trọng việc này rồi. An Đạt Văn biết tính tình của cha, hắn lúng túng nói cha, xin lỗi, chuyện này khiến cha phiền lòng rồi. An Đức Huyên nói, không có gì mà phiền lòng cả, người của An gia chúng ta chính là như vậy, làm việc luôn theo ý mình, dám làm dám chịu. Ông nội CN cả đời đều muốn làm người tốt, nhưng cảnh sát hoàng gia Hong Kong thủy chung coi ông ấy là người xấu, theo dõi ông ấy mấy chục năm, bác cả của con khó khăn lắm mới lên làm người giám sát, nhưng về sau lại gặp kết cục bị cách chức, rõ ràng là đen, vì sao cứ nhất định phải bắt buộc biến thành trắng. An Đức Huyên lắc đầu, cha nghĩ không thông. An Đạt Văn nói khẽ cha, thời đại thay đổi rồi. An Đức Huyên gật đầu, cha biết, cha già rồi, đầu óc và ánh mắt của cha đã không theo kịp thời đại này. An Đạt Văn nói cha, cha không cần quan tâm tới chuyện của con có năng lực xử lý chuyện của mình. An Đức Huyên võ nhẹ lên vai con trai, con gái của Lương gia con không thích thì thôi, An gia chúng ta cũng không thiếu tiền, không cần thiết phải cố níu kéo. An Đạt Văn nói cha không phải bận tranh cử cho chú Hồng ư. Chuyện bên này cha không cần quản đâu. An Đức Huyên nói, nhắc tới chuyện này cũng vô cùng kỳ quái, đoạn thời gian gần đây có một khoản tài trợ lớn được đưa vào tài khoản tranh cử. An Đạt Văn hơi ngẩn ra, bao nhiêu tiền? An Đức Huyên nói, 1.000 vạn Mỹ Kim. Thật là kỳ quái, người nào hào phóng như vậy, quyên một khoản tiền ớn thế, không ngờ còn là nặc danh. An Đạt Văn nhắm mắt lại suy nghĩ, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, kinh hô, không tốt. An Đức Huyên bị phản ứng đột nhiên của con trai khiến cho giật mình, sao? An Đạt Văn nói cha có nhớ chuyện xảy ra với Khưu gia vào mấy ngày trước không? An Đức Huyên nhíu mày, Khưu gia ở núi Thanh Đài gặp ám sát. Rồi sau đó con gái một của Khưu Chỉ Đống Khưu Phượng Tiên bị người ta bắt cóc. An Đạt Văn gật đầu, Khưu Phượng Tiên sau khi bị bắt cóc thì giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức. An Đức Huyên nói, việc này có liên quan gì tới con không? An Đạt Văn lắc đầu, trong mắt người ngoài, An gia chúng ta ủng hộ Hồng Ân Chính tranh cử, Khưu Chỉ Đống và chúng ta thuộc trận doanh bất đồng, quan hệ lẫn nhau thế như nước lửa, Khưu gia nếu gặp chuyện không may, người được lợi lớn nhất chính là chúng ta. An Đức Huyên nói khẽ, con là nói, có người muốn đổ oan cho chúng ta. An Đạt Văn nói, cha, lập tức cho người điều tra rõ nguồn gốc của 1.000 vạn Mỹ Kim này, nhất thiết phải xử lý cẩn thận. Chương 2349, phiên dịch nghiệp dư 3. Khưu Phượng Tiên bình yên vô sự trở về, Trương Dương là từ chỗ cha Tấn Bắc có được tin tức này, sau khi mất tích gần nửa tháng, Khưu Phượng Tiên được bọn bắt cóc phóng thích. Cô ta một mực bị người ta giấu ở Giang Thành, một mặt là do cảnh sát địa phương lùng bắt dày đặc khiến bọn cướp không thể thuận lợi di chuyển, còn có một nguyên nhân đại khái là bọn cướp nghĩ địa phương càng nguy hiểm thì càng an toàn, cho nên bọn họ dứt khoát giấu con tin ngay dưới mí mắt của cảnh sát Giang Thành. Nửa tháng này Khưu Phượng Tiên cũng không hề bị ngược đãi và xâm phạm. Sau khi cảnh sát tìm được cô ta, để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô ta, kết luận được đưa ra là tất cả rất bình thường, Khưu Phượng Tiên cũng hoàn toàn không biết gì cả về thân phận của bọn cướp. Chuyện trọng yếu nhất cô ta biết được là bọn cướp đòi 1.000 vạn Mỹ Kim, cô ta sở dĩ có thể bình an được thả, nguyên nhân căn bản là người nhà đã bỏ ra khoản tiền chuộc này. Ngày hôm sau khi Khưu Phượng Tiên trở lại Kinh Thành, cha Tấn Bắc mở tiệc an ủi cho cô ta, Trương đại quan nhân đang ở Kinh Thành đương nhiên cũng được mời. Hôm ấy tất cả người đến đều là người quen, cha Vi, Giang Quang Á, Khưu Khải Minh, Khưu Phượng Tiên là nhân vật chính, tuy rằng đã trải qua nửa tháng kiếp sống bị giam cầm, nhưng Khưu Phượng Tiên trông vẫn như trước, dung nhan khí chất không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trương Dương tới Kim Vương Phủ, nhìn thấy Khưu Phượng Tiên, chủ động giang tay ôm cô ta một cái thật nhiệt tình, hoan nghênh bình an trở về. Mấy người đều bật cười, cha Vi gắt nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta. Trương đại quan nhân buông Khưu Phượng Tiên ra rồi cười nói, nửa tháng này tôi vẫn luôn lo lắng, Khưu tiểu thư thiên tư quốc sắc, gặp bọn cướp, chỉ sợ là dê vào miệng cọp, một đi khó trở lại. Khưu Phượng Tiên cười ha ha, nói, lời này cứ như là ước gì tôi đừng về. Trương Dương ngồi xuống, cha Vi dành sẵn chỗ bên cạnh cho hắn, đương nhiên bên kia là của Khưu Khải Minh. Trương Dương ngồi xuống tay trái cha Vi. Cha Tấn Bắc nói, tôi hôm nay các vị tới là để an ủi Phượng Tiên,
hy vọng từ nay về sau Phượng Thiên bệnh bệnh vô tai, bình an cả đời. Hắn giơ chén rượu trong tay lên, mọi người hưởng ứng. Trương Dương buông chén rượu nói, Khưu tiểu thư, nửa tháng này cô bị bắt tới dâu. Khưu Phượng Thiên nói, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết ngày đó đi ăn cơm, tôi vào toilet thì gặp một nữ nhân, cô ta lấy ra thứ trông như cái ống rồi phun vào tôi, sau khi tôi hít vào thì lập tức thiên toàn địa chuyển, mất ý thức, khi tôi tỉnh lại thì bị nhốt trong một nhà xưởng trống trải không người. Cha Vi nói, bọn cướp cậu thật là đáng giận. Khưu Phượng Thiên nói, bọn họ tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ, từ đúng giờ đưa cơm cho tôi rồi thì thời gian khác rất ít tới, vài ngày trước, bọn họ đột nhiên mất tích, tôi bị bỏ đói một ngày một đêm, sau đó cảnh sát mới tới tìm tôi, là bọn họ cung cấp địa chỉ cho cảnh sát. Giang Quang Á nói như vậy, bọn cướp này coi như cũng có chút lương tâm. Khưu Khải Minh tức giận nói, bọn cướp làm gì có lương tâm, nếu như không phải chúng tôi bỏ ra 1.000 vạn Mỹ Kim, bọn họ chưa biết sẽ dùng thủ đoạn đê tiện gì. Trương Đại Quan Nhân vẫn luôn không thích thằng Ôn này, tựa cười mà như không phải cười nói, Khưu công tử rất đau lòng vì 1.000 vạn Mỹ Kim này ư. Khưu Khải Minh căm tức nhìn Trương Dương, anh nói gì? Cha Tấn Bắc nhìn ra hai người không hòa thuận, vội vàng hòa giải, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, đối với chúng ta mà nói thì quan trọng nhất chính là Phượng Thiên có thể bình an trở về, hiện tại cô ta bình an đã là trời cao ban ân rồi. Trương Dương nói, chuyện này vẫn có chút kỳ quái, bọn cướp này chỉ là vì cầu, vì sao lựa chọn vào lúc này, Khưu gia rốt cuộc đã đắc tội với người nào? Vì sao liên tục bị công kích? Khưu Phượng Thiên nói, có một số việc tôi cũng không rõ lắm, có điều căn cứ vào tình huống trước mắt cho thấy, ở núi Thanh Đài phóng hỏa ám sát và lần này bắt cóc tôi chắc không phải cùng một nhóm người. Cha Tấn Bắc nói, tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau cũng không khó, chỉ cần theo dõi hướng đi tài chính, nhìn xem cuối cùng tiền chảy đi đâu, thì có thể biết là ai làm. Cha Vi gật đầu, 1.000 vạn Mỹ Kim không phải con số nhỏ, không thể bốc hơi được. Khưu Phượng Thiên nói, không sai. Nơi hạ lạc của khoản tiền này nhất định có thể tra được. Cô ta đối với điều này rất có lòng tin. Cha Tấn Bắc nói, tôi nghe nói gần đây một số ngoại thương liên hợp tới Bộ Ngoại giao kháng nghị ở chỗ anh bị đãi ngộ không công bình, anh lần này đến Kinh Thành là để giải quyết chuyện này ư. Trương Dương không khỏi bật cười, tin tức của cha Tổng luôn đặc biệt linh thông. Khưu Phượng Thiên nói, Trương Dương, kể ra chuyện này cũng có quan hệ nhất định với chúng tôi, nếu như không phải vì cứu chúng tôi, anh cũng sẽ không đắc tội với người Nhật Bản. Khưu Khải Minh ở bên cạnh nói, chị, cái này hình như là hai chuyện khác nhau. Hắn ở đáy lòng không cho rằng Trương Dương giúp được cho Khưu gia bọn họ, cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy những phiền toái liên tiếp này đều là Trương Dương mang đến cho Khưu gia. Rất nhiều người đều là như vậy, khi ghét một người, sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên người hắn. Mâu thuẫn giữa Khưu Khải Minh và Trương Dương bắt đầu từ Cha Vi, tuy rằng Khưu Phượng Thiên và cha Tấn Bắc đều có ý thúc đẩy nhân duyên giữa bọn họ. Chỉ tiếc Tương Vương có mộng mà thần nữ vô tâm, Cha Vi đối với hắn thậm chí lười chẳng buồn nhìn thêm một cái. Đối đãi với Trương Dương, Cha Vi lại trước giờ không bỏ qua một vẻ mặt, một nụ cười của hắn, thường thường sẽ bởi vì lời nói của hắn mà lộ ra nụ cười hiểu ý. Khưu Khải Minh nhìn vào trong mắt, lòng đố kỵ càng tăng lên. Trương Dương mỉm cười nói, Khưu công tử nói đúng, hai việc khác nhau, cho dù ngày đó tôi ở Tử Hà Quan không ra tay thì các anh cũng sẽ không sao. Mâu thuẫn giữa tôi và người Nhật Bản tồn tại đã lâu rồi, không phải bởi vì buổi tối ngày đó mới dẫn phát. Khưu Phượng Thiên cũng rõ, nếu như ngày đó ở Tử Hà Quan Trương Dương khoanh tay đứng nhìn, người của Khưu gia bọn họ cho dù có người may mắn trốn thoát thì cũng không dám cam đoan tất cả đều bình yên vô sự. Trừ cậu em họ bị lòng đố kỵ làm mở mắt của cô ta ra, trong Khưu gia không ai phủ nhận sự thật này. Khưu Phượng Thiên nói, chuyện của Tử Hà Quan chúng tôi thật có lỗi, tôi và ông nội đã thương lượng. Tất cả tổn thất của Tử Hà Quan Khưu gia chúng tôi sẽ gánh vác, trước mắt đang an bài công việc trùng kiến, sẽ ở trên địa chỉ ban đầu của Tử Hà Quan trùng kiến một tòa đạo quan quy mô lớn hơn. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện này tôi đã câu thông với Lý đạo trưởng rồi, ông ta là người rất tin vào tạo hóa và duyên phận, đạo quan không phải toàn bộ bị hủy hết, phương diện trùng kiến cũng có người nguyện ý bỏ tiền, gia đình Khưu tiểu thư nếu có tâm nguyện như vậy, hay là thương lượng một chút với đạo trưởng đi. Khưu Phượng Thiên gật đầu. Trong lòng có chút kỳ quái, rốt cuộc là người nào, nhanh như vậy đã bỏ vốn trùng kiến rồi. Từ khi đi vào trong phòng, Trương Dương Thủy Chung đều đang quan sát Khưu Phượng Thiên, hắn phát hiện Khưu Phượng Thiên và trước đây không hề có gì khác lạ. Sau khi trải qua bắt cóc, nhanh chóng và bình tĩnh như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, người bình thường đích xác là không thể.
Trương đại quan nhân vẫn ôm hoài nghi về chuyện Khư Phượng Tiên bị bắt cóc, cho rằng cô ta rất không đơn giản, bắt cóc lần này có lẽ có nội tình khác. Sau khi ăn cơm xong, cha Tấn Bắc lại mời mọi người cùng đi đánh bài nói chuyện phiếm, Trương Dương đối với loại chuyện này thì cũng không có hứng thú, từ chối nói mình có việc phải đi. Kể ra đánh bài vẫn là cha Vi chủ động nhắc tới, nhìn thấy Trương Dương muốn đi, cha Vi cũng nói mình buổi chiều có hẹn người sáng suốt đều nhìn ra sự thay đổi của cô ta có liên quan tới Trương Dương, Khư Khải Minh tuy rằng nhìn thấy thì trong lòng bốc hỏa, nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Trương Dương ra tới bên ngoài thì nhìn thấy cha Vi từ phía sau đi ra. Cười cười dừng chân, tôi không chơi, cô cũng không chơi, người ta nhìn thấy chúng ta như vậy, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào về quan hệ giữa chúng ta. Cha Vi nói, muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ, anh sợ à? Trương Dương nói, tôi sợ ai bao giờ chưa? Giữa ban ngày ban mặt, tôi sợ cô căn tôi chắc. Cha Vi mắt chớp chớp, nói khẽ, đi đâu? Tôi đưa anh. Trương Dương nhìn chiếc xe của cô ta, cười nói, cô trước tiên phải đáp ứng tôi, đừng đuổi tôi xuống giữa đường. Cha Vi nhớ tới chuyện lần trước, không khỏi bật cười, cái đó thì không bảo đảm được, anh nếu sợ thì đừng lên. Trương đại quan nhân nói, có gì phải sợ, cùng lắm thì hắn cắn tôi. Trương đại quan nhân ngồi vào bên trong xe, cha Vi lái xe rời khỏi Kim Vương Phủ, rẽ vào ngõ học sĩ, đột nhiên dừng hung tợn nhìn hắn, cúi đầu không chút khách khí cắn vào vai Trương đại quan nhân một cái, Trương Dương đau đến nhíu mày. Cha Vi cắn vai Trương Dương cho tới lúc cảm thấy máu dính vào môi mới buông ra, ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp óng ánh lệ. Chương 2350, phiên dịch nghiệp dư 4. Máu nhiễm đỏ cả áo sơ mi màu trắng, Trương đại quan nhân nhìn cha Vi, nhìn thấy vẻ mặt u oán của cô ta, ở sâu trong lòng đột nhiên bị vẻ mặt của cô ta làm cho xúc động, đột nhiên ôm cha Vi vào trong lòng, hôn môi cô ta, hai người lặng lẽ quấn vào nhau, hôn rất mạnh, giống như muốn hòa tan đối phương trong cái ôm của mình. Đến cuối cùng, cha Vi thấp giọng bật khóc, khóc tới mức không dừng lại được. Trương đại quan nhân có chút hoảng lên, cái đó, anh có làm gì em đâu, em khóc. Cảnh sát mà tới thì anh không biết phải giải thích như thế nào đâu. Cha Vi khóc thút thít, nếu cảnh sát tới, tôi sẽ nói anh phi lễ với tôi. Không, nói anh có ý đồ cưỡng dâm. Trương đại quan nhân nói, cô bé, anh và em gần đây không oán, ngày xưa không thù, vừa rồi chỉ vì báo thù nên hơi xung động một chút, chúng ta đừng tuyệt tình vậy chứ. Cha Vi nói, em hận anh, em sẽ tuyệt tình, khiến anh thân bại danh liệt, tốt nhất là tống anh vào tù, phán anh tù chung thân. Cho anh cả đời không thể ngửa mặt nhìn trời. Trương đại quan nhân nói, em thấy đó, vai bị em cắn cho chảy máu, anh còn không nỡ đánh trả, anh nếu hơi dùng nội lực, cái miệng của em đã hết răng rồi, khi đó một cô bé xinh đẹp lại không có răng, anh với em ít nhiều cũng thương hương tiếc ngọc mà. Phi, anh vô sỉ. Lúc này Trương đại quan nhân phát hiện một gã cảnh sát đi tới, thằng cha này có chút buồn bực, sao mỗi lần ngồi vào trong xe này là y rằng có cảnh sát tới hỏi. Về sau xem ra phải kính nhi viễn chi với cái xe này. Cảnh sát gõ cửa kính, nói với cha Vi, tiểu thư, có phiền toái à? Trương đại quan nhân đã chuẩn bị bị tố cáo phi lễ, nhưng cha Vi trừng mắt lườm cảnh sát một cái, anh có phải nhàn rỗi không có gì làm hay không, có thời gian thì đi bắt tội phạm bảo hộ chị An đi, nhìn lén người ta nói chuyện làm gì? Có bệnh hả? Cảnh sát bị cha Vi quát lớn thì mặt tái đi, lắc đầu, không thể nói lý. Xoay người bỏ đi. Trương đại quan nhân thở phào nhẹ nhõm rồi nói khẽ, nha đầu, anh còn tưởng rằng em sẽ khai ra anh. Cha Vi nói, em vốn cũng định tố cáo anh, nhưng nghĩ lại, mọi người dù sao cũng quen biết, em cho anh một cơ hội đầu thú. Trương Dương nói, anh hay là đi đầu thú nhé, nhưng đến cục công an đầu thú, người ta hỏi anh thì anh bảo là phạm vào tội gì. Cha Vi chớp chớp mắt, phi lễ với con gái đàng hoàng. Phi, không đúng, phi lễ với cô gái chưa thành hôn. Trương đại quan nhân, nói chỉ phi lễ thì không cấu thành hậu quả nghiêm trọng gì đâu, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ là tạm giam, em không phải muốn anh tù chung thân ư. Vậy ít nhất phải phạm tội cưỡng gian, thằng cha này nói xong lại lắc đầu, cũng không được, cùng lắm thì cũng chỉ ở tù mấy năm, muốn chung thân thì phải ác hơn, tiền dâm hậu sát. Cha Vi che miệng lại, anh độc quá. Trương đại quan nhân cười nói, hôm nay em mới coi như là biết được bộ mặt thật của anh, hắc hắc, cha Vi. Anh đối với sắc đẹp của em thèm muốn đã lâu rồi, hôm nay đúng là trời chiều lòng người, anh phải tiền dâm hậu sát em. Trương đại quan nhân hưng phấn nói. Cha Vi lại tựa hồ như đóng phim, hét lên một tiếng rồi sau đó cô ta làm ra một hành động khiến Trương đại quan nhân không tưởng được, giơ hữu quyền của cô ta lên hung hăng đánh vào mũi Trương Dương.
Nếu như Trương Dương có thể đoán được hậu quả, hắn sẽ không nặn ra bộ mặt của một tên hung phạm với Cha Vi. Cũng không phải là một nữ tử văn nhược, từ chỗ Cố Dưỡng Dưỡng cũng học được công phu phòng thân, người ta ở lúc nào đó hành động hoàn toàn theo bản năng, hơn nữa Cha Vi phỏng chừng tựa hồ xuất hiện lệch lạc, trong mắt nàng ta Trương Dương là cường giả vĩnh viễn không bị người ta làm thương tổn, nhưng cô ta đã quên một chuyện, lão hổ cũng có lúc ngủ gật, ở trước mặt cô ta, Trương đại quan nhân là tuyệt đối tín nhiệm, căn bản không hề có một chút ít ý thức phòng bị nào. Một quyền này của Cha Vi nện vào giữa mũi Trương Dương, phiền toái hơn là trên tay cô ta còn đeo một cái nhẫn kim cương. Cho tới lúc một quyền này nện lên mặt mình, Trương đại quan nhân mới ý thức được mình nên tránh, kết quả của lơ là hắn lập tức nhìn thấy, nữ nhân là lão hổ, chỉ là không biết được lúc nào sẽ phát huy. Máu mũi của Trương đại quan nhân chảy đầm đìa, trong trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ chịu phải không có thương tổn như vậy. Trương đại quan nhân ôm mũi, máu tươi từ khẽ tay hắn chảy ra, chảy lên áo sơ mi trắng. Rất nhanh liền giống như hoa tươi nở rộ, đánh thật à. Cha Vi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô ta căn bản không ngờ một quyền của mình sẽ có uy lực như vậy, nhìn cảnh Trương Dương máu mũi chảy đầm đìa, vừa đau lòng vừa hối hận, ngốc thế, sao anh không tránh? Anh sao biết được em đánh thật? Trương đại quan nhân ủy khuất nói. Cảnh sát đó không biết từ lúc nào đã quay lại, nhìn thấy cảnh máu tanh bên trong thì lại gõ cửa kính, tiên sinh, có phiền toái à? Trương đại quan nhân lắc đầu, không sao. Vậy mũi anh sao tự dưng chảy máu? Tôi chảy máu cam không được à? Trương đại quan nhân đã trúng một quyền một cắn, Cha Vi sau hai lần làm hắn bị thương thì ngươi có chút áy náy, kéo tay hắn tới siêu thị, mua cho hắn một bộ quần áo mới. Khi Trương đại quan nhân đi ra khỏi phòng thử, tinh thần trở nên chấn hưng, có điều mũi vẫn sưng. Cha Vi nhìn thấy hắn đi ra thì mỉm cười khen, đẹp trai phết. Trương Dương nhìn mũi mình trong gương, ít nhất cũng bị đánh gãy rồi. Cô bé, em nếu như hủy dung của anh, em phải lấy thân báo đáp đó. Cha Vi nói, còn lâu, nữ hài tử chờ lấy thân báo đáp anh đang xếp hàng, em cũng chẳng muốn góp vui. Anh chờ đó, em đi tính tiền. Trương Dương nói, ấy đừng, sao lại để em phải trả tiền? Cha Vi nói, anh chảy máu, em chảy ít tiền có tính là gì? Coi như cho em một cơ hội để bồi thường đi. Trương đại quan nhân nói, nợ máu trả bằng máu, đừng tưởng mua quần áo là qua được. Cha Vi cười khanh khách bỏ đi. Cha Vi Trương đại quan nhân ngồi ở đó chờ Cha Vi thì nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp rất quen thuộc đi qua bên cạnh, là Liễu Đan Thần của viện kinh kịch. Cô ta mặc kiểu áo dân tộc, váy dài rủ tới gót chân, tóc phấn cao, cô ta không hề nhìn thấy Trương Dương, nhưng ánh mắt lộ ra có chút bối rối, thoạt nhìn như đang bất an. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng. Liễu Đan Thần nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc, không khỏi xoay người nhìn lại vị trí phát ra giọng nói, nhìn thấy Trương Dương. Trương đại quan nhân bật cười, vẫn bộ dạng vô tâm vô phế, hi. Liễu Đan Thần, cô không nhận ra tôi à? Vẻ mặt Liễu Đan Thần vốn rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy cái mũi vừa đỏ vừa sưng của Trương Dương, lại phối thêm nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy hắn rất buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng, quả nhiên là cười tươi như hoa, nụ cười này đủ để băng tuyết phải tan chảy. Trương đại quan nhân vì nụ cười của Liễu Đan Thần mà cảm thấy tâm duệ thần diêu, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, mất tiết tấu bình thường. Trương đại quan nhân thầm kêu không ổn, hắn hoảng vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt của Liễu Đan Thần, lúc này gáy cảm thấy đau đớn, giống như có mũi nhọn đâm vào sâu trong gáy mình, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Hai tay Trương Dương đặt trên ghế, thoáng chốc lưng đã đẫm mồ hôi lạnh. Liễu Đan Thần đối mặt với Trương Dương, tất nhiên nhìn thấy biến hóa của hắn, cô ta so với bất kỳ ai thì minh bạch hơn nhiều, Trương Dương là cổ độc phát tác, cổ độc trong cơ thể hắn mỗi lần phát tác thì độc sẽ ngấm sâu hơn một phần. Cổ độc sẽ dọc theo tủy sống của hắn xâm nhập vào trong óc hắn, cuối cùng hoàn thành chủng lô chi thuật, cuối cùng, Trương Dương sẽ mất ý thức, hoàn toàn bị cô ta khống chế. Liễu Đan Thần bộ dạng của Trương Dương, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, cô ta đang chuẩn bị tiến lên. Lại nghe thấy giọng nói quan tâm của một nữ tử, Trương Dương, anh sao thế? Cha Vi đi thanh toán về, nhìn thấy hai tay Trương Dương đặt trên ghế, mặt trắng bệnh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Vẻ mặt rất làm cho người ta sợ hãi. Cha Vi xông lên không để ý tới ánh mắt của người chung quanh, ôm lấy thân hình Trương Dương, run giọng nói, anh sao thế? Anh sao vậy, Trương Dương, em thề sau này sẽ không bao giờ đánh anh nữa. Cha Vi còn tưởng rằng một quyền vừa rồi của mình đã đánh cho Trương Dương bị bệnh luôn rồi. Trương đại quan nhân tuy rằng đau đầu nhưng đầu óc không hồ đồ, hắn hít một hơi thật sâu, cơn đau thoáng dịu đi dần.
Chung quanh không ngừng có người vây xem, Liễu Đan Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn nhân lúc này bỏ đi. Trương Dương nói với Cha Vi, đi, rời khỏi nơi này. Hai người tới bãi đỗ xe dưới đất, tiến vào trong xe của Cha Vi. Cha Vi mở một chai nước khoáng đưa cho Trương Dương, uống nước đi, lát nữa em cùng anh tới bệnh viện kiểm tra một chút. Trương Dương lắc đầu nói, không cần, anh không óng ẹo vậy đâu, vả lại, bệnh gì mà anh không trị được. Trong lòng hắn đã minh bạch cơn đau đầu vừa rồi, là vì nhìn thấy Liễu Đan Thần cho nên dẫn phát cổ độc trong cơ thể, cổ độc sộc lên, lại gặp sinh tử ấn Trần Tuyết trước đó đã gieo vào trong cơ thể hắn, cho nên mới sinh ra đau nhức ở gáy như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 238.